Chưa có. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay của anh Nguyễn Trọng Thạch ở Đồng Nai. Lục tổ nghe kinh Kim Cang ngộ đạo, vậy thầy cho con hỏi vị đọc kinh có công đức hay không? À, có, trong ba cái ông tiệm á, ông tiệm mà ông đó ông tiệm bán thuốc bắc á, ông có công đức á. Có nghĩa là ông đọc cái kinh này lục tổ ngộ, mà ông này ông cũng hiểu rồi mà tại sao ông không ngộ. Thì tất nhiên là những cái chuyện gì lục tổ làm được thì ông này có ngộ. Vì thế mà khi mà ông ngộ đạo thì ông hứa cho lục tổ quyền năng 10 lượng bạc. Thì cũng trợ giúp cho lục tổ để đi hoằng dương cái pháp môn thiền tông này. Thì cái ông này có công đức rất lớn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2, cái tưởng và suy nghĩ có giống nhau không? Cái gì? Cái tưởng và suy nghĩ có giống nhau không? Tưởng tượng nó khác, suy nghĩ nó khác. Suy nghĩ là nó phát ra cái gì vậy? Còn này cái tưởng là tưởng nó do cái tánh người nó tưởng ra. Cái suy nghĩ nó cũng là cái tánh người nhưng mà nó phát sao? Tưởng rồi nó mới suy nghĩ. Nó đi cái dòng giống như sóng á, nó nổi lên rồi nó mới đi. Cái tưởng là sóng nổi lên thì cái suy nghĩ là giống như cái làn sóng nó đưa đi á. Nó cùng một gốc nhưng mà nó trước có sao. Rồi câu hỏi đi. Câu hỏi số 3, Tuệ Trung Thượng Sĩ nhắc Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vậy Tuệ Trung có công đức không? Cái này là Tuệ Trung Thượng Sĩ, cái này là cái thiện tri thức đối với dòng thiền tông này. Ổng đóng một vai trò rất lớn chứ không phải nhỏ đâu. Tuy ổng không có nằm ở trong một cái vai trò của một vị tổ, nhưng mà ổng là khơi nguồn cho một vị tổ, có nghĩa là một thiện tri thức lớn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 4, khi người bị tai nạn, bị đau thì thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa đau hay do nhân duyên gì? Theo y học nó nói đó, đau này là do cái thần kinh. Con người ta đau là do cái thần kinh. Còn nếu mà nói về đạo thì đó do cái tánh Phật mượn cái thân người tạo ra một cái lực gọi là lực nén, nó thành đau. Nếu mà tánh Phật riêng, tánh Phật không đau, mà cái tánh người ở riêng cũng không đau, hai cái này nó tương tác nó mới thành đau. Vì thế mà nó có đau, nhưng mà trong khoa học nó, y học nó nói là bởi vì cái thần kinh. Vì trong thần kinh nó có sự sống nó mới đau, chứ thần kinh mà nó không tê liệt nó không đau. Vì thế mà các nhà y học họ chế những cái thuốc gây tê đó, nó làm cho tê liệt nó không có đau. Thì cái này á, nói đúng ra đau thì nó tương tác tổng hợp nó mới đau, giữa tánh Phật, tánh người và cái điện từ nó quay, ba cái này nó tương tác nó mới thành đau, nó tạo thành một cái nguồn đau. Đau cái này là theo ảo giác của thế giới vật lý này, nó là cắt nghĩa theo khoa học. Còn cắt nghĩa theo đạo Phật thì tương tác gồm có Phật tánh nè, rồi tánh người nè, thần kinh, nhưng mà phải có điện nó mới đau, nó mới tạo tác, nó tạo thành cái ảo giác đau. Đau thế giới vật lý gọi là đau ảo giác. Rồi câu hỏi tiếp đi. Phật gia Thiền Tông Nguyễn Trung Tuấn ở Phú Quốc, Kiên Giang có hỏi. Câu số 1, vị thần thực thi nhân quả có được thiên nhãn, huệ nhãn không? Mà Ngài ném được các trung ấm thân đến các cõi để thọ nhận nghiệp quả ạ? Mình phải hiểu thế giới này nè, thế giới vật lý này nè. Thần, nó có thần thông và nó có cái lực thần nhãn, chứ không phải như là thiên nhãn, nó có lực thần nhãn. Còn cô hồn thì nó cũng có thần thông, nhưng mà nó thuộc về cô hồn nhãn. Có nghĩa là cô hồn nhãn nó làm những cái linh thiêng ở trên đất này được.
Còn mà thần nhãn á, thì nó nhìn được ở trong thế giới này nó lực, nhưng mà nó nhìn hiểu được. Giống như con người mình khoa học á, bây giờ mới nhìn thấy được cái mặt trăng, hoặc là nhìn thấy sau hôm sau mai gì đó, người ta gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, là cái nhà khoa học nó nhìn được. Mà nó nhìn được là nó nhờ diễn giọng kính nó nhờ. Vì thế mà trước khi một vị thần mà thực thi nhân quả mình á, thì do ông vị thánh phải sắp xếp lại. Ông thánh phải sắp xếp lại cái chương trình, bởi vì thế giới này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ. Ngạ quỷ tuy nó đi giành giật với sự thật, trong cái đẳng cấp ngạ quỷ nó có cái nhiệm vụ là trước mắt con người muốn về Phật giới thì ngạ quỷ nó phải thử trước, thử coi anh có đủ khả năng anh về không. Vì thế mà truyền thiền phải về Phật giới phải thử ba lần, là qua tay của cái mình gọi là thánh á. Thì nếu mà qua được ông này thì ông thần cho đi ra, rồi thực thi là đi về luôn. Còn thực thi nhân quả cũng vậy. Trước khi một người mà đi hưởng phước dương ở cõi nào thì thần cũng phải kiểm tra. Thánh kiểm tra rồi thần mới thực thi nhân quả. Đúng cái quy luật của nó là vậy. Vì thế mà thánh á, thì có thần thông trong thế giới này thôi. Còn nhưng mà thần nó cũng có thần thông, nhưng mà nó nhìn được các hành tinh. Nó nhìn được các hành tinh để rồi nó thực thi nhân quả. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 2. Người tu phái khất sĩ là tu pháp gì và chứng đắc quả gì? Khất sĩ ha. Khất sĩ là mình là một người ăn xin mà có trình độ văn học á. Gọi là con người có học á. Đây là cái pháp môn của Đức Phật là đầu tiên ổng sử dụng để ổng tu cái pháp môn tiểu thừa này nè. Nhưng mà ngày xưa đó muốn giải này Đức Phật giải không có được, thành ra ông phải bày ra mấy cái pháp môn thôi. Khất sĩ là cái mà gọi là cái một biểu tượng cho cái là người đi sinh mà có cái trình độ văn học của người học thức đó, ta gọi là khất sĩ. Còn nếu mà người đi sinh bình thường gọi là hành khất, chứ không phải được khất sĩ. Chữ sĩ là áp dụng cho người có học. Vì thế Đức Phật nằm ở trong cái vai trò này. Nhưng mà bây giờ thế hệ sau họ sử dụng này nó sai. Có nghĩa là một khất sĩ đi sinh thì tới một cái địa điểm nào phải ngồi lại thọ dụng bữa cơm này, và đồng thời mời tất cả những người đến người nghe thuyết pháp. Một khất sĩ nó phải là vậy đó. Còn bây giờ tôi thấy xin bỏ tiền túi về nhà không nói gì hết. Chết là chết chứ dù không nói nè. Cái khất sĩ bây giờ nó sai cái chỗ đó đó. Một khất sĩ có nghĩa là dù ông thầy xin người ta cúng cho mình ăn, nhưng mà phải người ta bố thí cơm cho mình ăn thì phải bố thí pháp lại thì mới gọi là một khất sĩ. Còn mình xin không nói gì hết là sao? Thì mình tự gieo cái nhân quả rất xấu cho mình. Vì thế mà Đức Phật bảo là Thiền Tông phải ra đời chuẩn lại cái này. Chúng là tất cả những gì mà Đức Phật đã nói mấy ngàn năm về trước. Thì cái Thiền Tông nó là nó nói cái chuyện này, chứ không phải Thiền Tông ra để nói chuyện mơ hồ, không có chuyện đó đâu. Rồi, hỏi tiếp đi. Cúng dường tiền, cúng dường pháp, y cà sa, hai thứ này cúng dường có được phước báo gì không? Bây giờ cúng dường hay bất cứ cúng cái gì vậy, thì cái người cúng dường lọ cái bằng thọ nhận cúng dường thì phải bố thí pháp. Còn thọ nhận bố cúng dường thì không có mà đeo cái nhân quả. Nên nhớ rằng tất cả những người tu sĩ nhận bất cứ gì của Đàn Na Thí Chủ, anh phải bố thí pháp lại. Còn không bố thí pháp lại thì tự mang cái nghiệp. Vì thế mà Thiền Tông về sau tôi sẽ nói những cái chuyện này nó bí ẩn lắm, chứ không phải khi mà nói ra rồi thì không ai dám thọ nhận của cúng dường luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì ngày xưa đó, một người mà muốn tu đạo Phật này nè, anh phải là con người giàu có anh mới tu, một người nghèo có không được quyền tu. Thấy không? Giàu có nghĩa là anh tu tự nuôi sống mình, tự chứng đạo chứng đắc gì đó rồi đi dạy lại cho người ta, thì người ta cúng dường cho mình thì được. Còn bây giờ mình lợi mình ngồi đó mình không nói gì hết rồi người ta cúng cho mình rồi sao?
mình không thể làm một vị thầy tu không phải làm gì được. Thầy tu phải bố thí pháp. Mình không bố thí pháp, mình không phải là một người thầy tu. Thầy rồi, thầy tại sao mà không, giống như nói là thầy đi dạy chữ, tại sao thầy không dạy chữ? Nó quan trọng ở chỗ này, bố thí pháp mới là một thầy tu. Mà bố thí phải là chánh pháp này, chứ không phải là tà pháp. Tà pháp là lại lục cầu sinh, nói chuyện trên trời đất linh thiêng quyền bí, gọi là tà pháp. Còn chánh pháp thì phải nói bằng chân thật của sự sống ở trái đất này, từ con người vạn vật trái đất, tam giới Phật giới, càn khôn vũ trụ, nhân quả luân hồi, đó là bố thí pháp. Đúng rồi, là bố thí pháp nó lại phải vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 4. Người học môn gọi là nhân điện là tu gì? Họ học nhân điện bảo họ ngồi thiền lấy được năng lượng vào thân để chỉ bệnh cho người khác, trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian bằng điện thoại cho người mắc bệnh khác được. Họ biết xài bùa ngải, ai bị vong nhập xác họ đều giải vong ra khỏi xác được. Vậy tu học nhân điện được chứng quả gì không? Cái này nó thuộc về tà đạo, nó không có nằm ở trong chánh đạo của Đức Phật được. Tất cả những gì mà dụng công hoàn toàn nó thuộc về tà đạo. Mà dụng công mà muốn thành A-la-hán thì duy nhất chỉ có 37 pháp quán của Đức Phật dạy. Nó tuy nó không giải thoát nhưng mà nó cũng thuộc về chánh đạo của một vị Phật dạy. Một vị Phật dạy là để cho người ta chứng đắc, người ta thỏa mãn cái lòng ham muốn của người ta ở trái đất này. Tuy không giải thoát nhưng mà nó cũng thuộc về xếp chánh đạo của vật lý. Còn những cái kia nó nằm thuộc cái tà đạo của cái thái, kêu bằng cái thái mà trục vong á, nó nằm bên đạo lão. Đạo lão nó thuộc về tà đạo, nó không chánh đạo. Đạo Phật nó có cái chánh đạo thành quả tại trái đất này và chánh đạo giác ngộ giải thoát, nó có hai con đường. Chứ không phải mình nói 37 pháp quán là tà, không phải, mà nó thuộc chánh của vật lý. Có nghĩa là tu bằng công thức, anh muốn thành thần, thành thần y gì đó, anh phải tu đúng công thức là nó có kết quả theo vật lý thì nó thuộc về chánh đạo của vật lý. Còn mà giác ngộ giải thoát gọi là chánh đạo giải thoát. Mình phải phân định này. Còn tất cả những mà trục vong này kia nó, trong đạo Phật không cần cái trục vong. Mà trong đạo Phật muốn vong đừng nhập thì duy nhất chỉ có nước là đọc mấy cái quyển kinh mà nó có thuộc về thiền tông, không ông nào dám nhập hết rồi. Nó không phải là trị bệnh, nhưng mà sự thật cái dòng nó không dám vô, nó không dám lại gần cho đừng nó vô. Bởi vậy thành ra có nhiều cái nhà âm á, mình đem những cái bài kinh mà của thiền tông ra, mình chỉ nó đọc trong nhà thôi, nó không dám vô nhà thì làm sao nó vô nhập được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 5. Ai đã thọ ký cho Đức Phật A Di Đà? Phật A Di Đà có nhiệm vụ gì nơi trái đất không? Đức Phật A Di Đà có công đức không? A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô là công đức mà trong có. Còn chuyện thọ ký thì ông Phật trước của ông A Di Đà sao tôi biết. Ông còn ông Thích Ca đó thì ông Nhiên Đăng có lặp lại trong sử sách thì mới nói biết. Chứ còn A Di Đà là bởi vì đó ông A Di Đà đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Để làm sao ai biết? Ông Di Đà đã nói là vô lượng kiếp trước, ông Thích Ca chỉ lặp lại vậy thôi. Thì không có nói là ai thọ ký, nhưng mà tất cả những người thành Phật đều có Phật trước thọ ký. Nhưng mà cái thiệt mình tìm cái này thì nó không thuận lý lắm. Bây giờ mình đặt câu hỏi nên nhớ một điều là thực tế khoa học và đầu khoa học hỏi, nhớ nha. Thiền tông phải hỏi bằng đầu khoa học. Còn đầu thời kỳ đồ đồng đồ đá đừng đem ra để hỏi. Hỏi mà cái kêu bằng hồi tố lại cái thời kỳ đồ đồng đồ đá đã thuộc về không trí tuệ. Nên phải hỏi như vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong những buổi chiền thiền, bác có 4 câu kệ như sau. Kính lạy Phật tử, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, trầm gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Xin bác giải thích 2 câu
đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường ạ. Cái đem cái đạo thiền phổ tế chúng sanh, cái là chủ tế, phổ tố là gọi phổ độ, thấy không? Phổ là trùm khắp, độ là vớt người ta, vớt cho cái người mà được truyền thiền đó. Là đem đạo thiền phổ khắp, độ khắp thế gian, cái duy nhất với cái thiền tông mới độ được thôi. Còn tất cả các cái pháp môn khác không độ được, mà các pháp môn kia là chỉ là đưa đi nương thôi. Như cái pháp môn mà tịnh độ á, là đưa người ta đến cái cõi trời an vui, chứ không phải độ, đưa người ta đến. Còn cái thiền tông này đưa người ta trở về Phật giới, là cái chỗ này nè, đưa trở về nguồn. Còn đưa cái đưa lên trên cõi cực lạc hay bất cứ đâu là đến cái chỗ an vui thôi, an vui còn trong sinh tử luân hồi. Mà đưa về Phật giới gọi là vĩnh trường, vĩnh trường. Còn đưa kia ra có thời gian thôi, là vậy. Còn thí dụ ở đây muốn làm người giàu sang thì ta cũng vui trong giàu sang, nhưng một thời gian đâu có dài đâu, trăm năm chứ không có nhiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, một người tự cho mình biết được tuyệt mật, nói chuyện cao siêu ẩn ý, làm cho người khác hoang mang, vậy người này đang tạo công đức hay là ác đức ạ? Đó ác đức 100%. Thế đó nó thuộc về cô hồn đó. Là trong bài truyền thiền ta nói đó, tất cả những người nói linh thiêng quyền bí, nói này kia là gọi là cô hồn, xếp vô cô hồn. Vì tất cả những cái người ta nói vậy, thường thường thời gian dài thì nó sẽ nhập. Tất cả những người nó đó thì kêu bằng tiền cô hồn nhập. Sau này thì sống với thời gian quan tưởng vậy, trong vòng thời gian, trong mấy tháng, một năm, cô hồn sẽ vào vô, nó nhập vào. Nó cho biết trước, chứ không phải vậy, đừng có ham. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói âm phủ địa ngục là không có thật và không có cảnh giới này. Theo viện chủ, có địa ngục âm phủ hay không? Và cảnh giới ra sao ạ? Bây giờ nói đúng hay sai thì cũng không nói được. Nhưng mà trong sách đó, thì Đức Phật có nói là ngũ thú tập cư, nó có cái loài địa ngục. Nó có loài địa ngục. Chứ nếu không có địa ngục thì tại làm sao mà trong kinh có đề cập đến. Còn Nhật Từ ông nói là theo cái trình độ học của ông thôi, chứ giờ biết nói sao. Giờ người ta tiến sĩ không lẽ người ta nói sai thì mình thôi. Bây giờ mình nghe lời ông Phật hay là nghe lời ông Thật Từ. Bây giờ tất cả các người, các ông vị thầy tu ở đây thì ai cũng có công nhận là có địa ngục. Ông Nhật Từ ông học cao thì ông nói không có là cái chuyện của ông. Thì mình cũng không bác ổng là nói có không. Nhưng mà có một điều là con người ta tu, người ta tưởng nhiều quá, thì mình đã muốn nói gì nói, nó sai cái chỗ đó. Mình nói trong văn học thì phải nói bằng văn học. Đạo Phật có nói là tại sao mà trong Đạo Phật người nào cũng nói là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung ở thế gian này, năm người động vật á. Động vật á, nó gồm hữu hình, vô hình, vô hình cũng thuộc về động vật. Nó mình phải hiểu. Bây giờ trong Đạo Phật sách thiếu gì? Nếu không có sách tại sao có sách nhân quả? Nhân quả trong có đó, nó có cái mà gọi là trả nghiệp ở địa ngục. Trong nhân quả nó có đề cập đến địa ngục, tại sao không có? Còn ông Nhật Từ giờ nói không có là chuyện ổng học cao thì mình cũng không bài bác ổng. Thì cái chuyện đó nên nhớ một điều á. Thế giới này biết thì nói, không biết thì thôi. Còn nếu mà nói mà nó sai thì do nhân quả nó quật mình ráng chịu. Thế giới vật lý này có nghĩa là người ta nói là cái xe nó, con đường nó không có xe chạy, nhưng mà có xe chạy ra, anh ngồi đó đi, nó đụng mình banh xác là luôn, chứ không có. Có nghĩa là có, nhưng mà tại người ta chưa có nghiên cứu kỹ. Nhưng mà đa số những người tu theo Đạo Phật thường thường ta tu một cái tưởng, thành ra tưởng gì ta làm đấy thôi, nó khổ là vậy. Còn mình biết thì thôi. Bây giờ chùa Thiền Tông Đơn Diệu nói bằng sách vở, trong cái địa ngục này là nói trong cái quyền ký, là nó nói là rõ ràng là trong tam giới có 45 hành tinh, tại trái đất này là nơi ngũ thú tập cư. Nhà xuất bản cho xuất bản ràng hoàng, có nghĩa là ta xác nhận là đúng, ta mới cho xuất bản. Mà xuất bản tôn giáo và xuất bản văn học cũng như xuất bản luật. Đó, chùa Tân Diệu ra đời
nói là nói về căn bản về sách vở, mà cái thiền tông này là không phải đơn giản đâu. Thiền tông này được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An cho công bố ra ngày 14 tháng 5 2017, hai cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho công bố ra ngày 14 tháng 5 2017, có nghĩa là đây là hợp pháp. Thì thiền tông từ đó thì mới có giải đáp thiền tông được, chứ cái ngày trước ngày đó thì chỉ hỏi bằng cái tôi trả lời bằng sách thôi. Còn sau ngày đó thì tôi trả lời theo tư cách của thiền tông được công bố ra. Đó, bằng pháp luật mà. Nhà nước cho phép xuất bản, tôn giáo cho xuất bản, chính quyền cho phép, rồi giáo hội cho phép. Đây là ba cái yếu tố để mà cái chùa thiền tông này nó tồn tại. Vì thế mà nhờ ba cái luật pháp này mà người ta có ghét thiền tông không dẹp được. Bởi vì đây bằng luật pháp sao ghét? Nếu anh mà anh dẹp cái này thì anh phải xin nhà nước dẹp, nhà nước phải ra cái công văn dẹp, mà nhà nước đã cho là làm sao ông thu hồi được ha. Thành ra mình cái thiền tông chùa thiền tông Tân Diệu nó đi bằng luật pháp, từ giải đáp cho đến công bố quyền ký đi bằng luật pháp nó mới tồn tại được. Còn nó không có thì lỗi cái chùa có chút nó áp bực, nó áp dữ lắm. Nó chỉ cần bỏ tung ra một số tiền là nó dẹp mất cái chùa này liền. Mà nó dẹp không được là gì? Tại vì nó phổ biến bằng luật pháp và được luật pháp bảo vệ bằng cái bộ luật hình sự. Vì thế mà chùa này nó mới tồn tại lâu được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tiến sĩ Thích Nhật Từ nói, khi mất thân tứ đại này chỉ có tâm thức, không có thân trung ấm, do người Trung Hoa tưởng tượng ra. Vậy tâm thức là gì? Có khác với trung ấm thân không ạ? Cái tâm là cái tim, thức là biết của cái tim. Ông học cao, còn ông Phật đó là cái tánh Phật. Ông nói là cái tánh của trái tim. Thì giữa ông Phật đó thì con tin ai? Ông Phật đó là nói tánh Phật, còn ông nói là cái tánh của trái tim. Thì thôi giờ con muốn theo ông Nhật Từ hay theo ông Thích Ca cũng được. Chú thì phổ biến theo ông Thích Ca nói, chứ giờ chú cũng không biết là ông nói là ông Nhật Từ nói đúng hay sai tôi không biết. Nhưng mà ông Nhật Từ nói đúng là ông có cái ưu điểm hơn Thích Ca, là ông dám chê ông Thích Ca truyền thuyền không chứng. Ông nói ông Thích Ca là cái dòng thiền này không có, do người Trung Quốc xưa lập ra. Thì thôi mình cũng khen ông đi, ông có thể là trên ông Thích Ca một tấc, trên ông Thích Ca một bậc. Thì thôi ông có tiến sĩ. Còn hồi xưa ông Thích Ca tôi sưu tầm, ông mới học hết lớp 12 thôi. Ông Thích Ca nó học không có chưa có tới đại học, nhưng mà học hết chương trình trung học. Rồi ông Thanh Từ, ông Nhật Từ thì học cao hơn Thích Ca đã mấy lớp, có nghĩa là cử nhân nè, thạc sĩ và tiến sĩ, cao ông Thích Ca 3 lớp. Thì cho ông Nhật Từ đúng đi. Còn mình theo ông Thích Ca thì thôi kệ, theo ông lớp 12 thì thôi. Ông lớp 12 mà ông kiến tánh thôi, ông có nguồn Phật nhãn. Còn ông Thanh Từ thì ông Nhật Từ không biết có Phật nhãn không, không biết. Nhưng mà ông đụng đâu ông chê đó thì thôi, mình cũng tôn trọng người ta tu, người ta có học thì thôi mình cũng ráng. Mình cũng không dám chê ai vì mình đâu có tới đó đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người theo thiền tông nếu lỡ bị bệnh nan y, hết cách cứu chữa, vậy người này có được đến các nơi như thiền dưỡng sinh, truyền năng lượng, chữa các nơi chữa bệnh tâm linh để cứu chữa không ạ? Nếu mà bị mà năng y tâm linh không bao thôi. Năng y có nghĩa là bị di trùng, không có chữa được. Có nghĩa là nó tắm ra là bị nghiệp luôn, đinh nghiệp luôn. Thì thôi buông tay đi cho rồi đi. Rồi có nhiều công đức đem về xài, nhiều xài đó. Có nghĩa là bệnh đinh nghiệp đi, chấp nhận đi, không có khóc lóc dài rồi đơn. Mấy ông mà bác sĩ mà chuyên khoa về ung thư bó tay thôi, mình cũng đi theo giọng đi. Còn cái ba cái kia nó xin lỗi đi tốn tiền thôi. Cái mà gọi là chữa tâm linh đó là nó chữa về điện từ âm dương, nó chỉ phá được cái âm lực thôi, chứ còn dương lực không phá được chứ đừng nói. Còn mình mà mơ mộng quá rồi không được đi tốn tiền. Bây giờ nếu mà nói về chữa về vấn đề mà âm dương nó hết ấy, thì thôi làm sao
nhà thương nó cũng đóng cửa luôn á. Cái này nó chế là, nói đúng là tâm linh chữa duy nhất là chỉ cái lực âm nó vô nhiều mà anh tạo cái dương lực nó phá vậy thôi. Chứ còn lớn nó không làm được đâu. Nhưng mà bây giờ đó, bởi vì tất cả những cái chuyện mà mình nói về âm dương đó, thì ngày xưa được, chứ bây giờ thì khoa học rồi thôi. Cái này làm cho nó vui cho anh biết thôi, chứ làm chi cho nó mệt. Để cái thời gian mà ngồi làm đó, đi làm chuyện khác có nhiều tiền hơn. Bởi vì vô cái chỗ mà, vô chỗ âm rồi từ từ nó đi sai. Mà do mấy ông thánh ông làm cái mình nói sai. Thành ra có nhiều người họ đi vào cái này bán nhà bán cửa luôn, chứ không phải đâu. Còn mình mà nếu mà biết ung thư thôi, mấy ông bác sĩ bó tay thôi, mình cũng chiều theo đấy, theo cái luật vật lý, theo cái luật nhân quả mình đi cho rồi đấy. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, bùa ngải, thư yếm có phải do cô hồn làm ra không? Và cách chữa trị theo thiền tông như thế nào ạ? Cái gì? Thưa bác, bùa ngải, thư yếm. Bùa ngải này là do linh thiêng của vật chất, chứ không phải ấy đâu. Bùa ngải là nó do cái âm dương, cái ngải thường thường nó cái âm. Cho người ta uống vô tự nhiên nó nặng ha. Thành ra có ảo giác bệnh, tôi bùa ngải. Thì bây giờ mình nên nhớ ra nè, tất cả những cái gì sống ở đây, trên này nó đều có cái, từ cục đá, từ cái kê viên thuốc, hay là từ cái củ này đó, giống như củ ngải cú là gì, cái ngải cú là nó thuộc về âm. Thì đưa vô trong người mình nó có cảm giác lạ, rồi người ta mấy ông thầy ông dệt nữa, nó ba bốn thứ nó dệt lại, thành ra một cái lực âm, rồi người ta hù nữa, rồi ta tưởng tượng nó bệnh, chứ không phải. Cái ngải đưa vô mình thì tưởng nó bệnh, chứ sự thật nó là âm. Rồi nó mấy ông thầy đưa vô cái hù nữa rồi mình tưởng nó bệnh thôi, chứ đâu có gì đâu. Bây giờ nếu mà cái ngải cú á, bây giờ nó âm quá gì, thì bây giờ nó có cái xạ hương con trồn, nó thuộc về dương, hai cái này đi hòa lại đi. Lấy cái xạ hương dồn bôi vô cái ngải cú mất hiệu lực liền. Nó đơn giản thôi, để mà kêu bằng nó cộng trừ lại với âm dương. Tất cả bởi vì trong cái những cái cục đá nó nóng đó, nó nhiều nóng lên nó phát cái dương. Tha vô đưa mấy cái ngải cú đưa vô pha cái nó tan cái kia nó hết. Cái này cái thuật, nhưng mà đều cái thuật mà mấy ông thầy á kiếm tiền là hù, đưa cái hù vô nó tăng lên. Giống như mình vừa bị thương ấy, cái ông kia nó trời mày bị di trùng gì đó. Nó sẽ phá mày cái bắt đầu mình tưởng nó đau. Có vậy thôi. Con ta chết vì cái tưởng thôi. Đó. Mình phải hiểu cái này. Bùa ngải nó có, nhưng mà tại vì tăng lên cái năng lực hù. Một cái chuyện nhỏ mà hù cái nó lớn. Nó phát ra lớn nó vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời Phật tử Nông Thị Nguyệt đặt câu hỏi trực tiếp. Để bên đó hai đó hai cái. Kính thưa viện chủ, con tên là Nông Thị Nguyệt, sinh năm 1959, ngụ tại 42 bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây xin hỏi viện chủ 9 câu. Câu thứ nhất, xin viện chủ giải thích ý nghĩa của hai chữ xuất gia. Chữ xuất đi ra, gia là nhà, đi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà gọi là xuất gia. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ hai, nhiệm vụ của người xuất gia là gì?
Bây giờ nhiệm vụ người xuất gia đó mới không thể nói nhiệm vụ được. Mà xuất gia ra khỏi nhà đi đâu? Xuất gia rời khỏi nhà nó có nhiều con đường đi. Một là đi vô nhà chùa, gọi là nhà của Như Lai. Nhà của Như Lai là nhà thanh tịnh, vô nhà chùa thanh tịnh. Để mà học cái thanh tịnh này nè, gọi là người xuất gia vào chùa. Người xuất gia vô đình thì làm quản lý cái đình, thấy không? Có nghĩa là xuất gia vô nhà thờ thì quản lý cái nhà thờ, xuất gia vô miễu làm chủ miễu, mình phải hiểu chỗ đó đó. Bây giờ hỏi cái ý nghĩa nào xuất gia vô nhà Như Lai hay là nhà đình, nhà chùa, nhà thờ hay miễu? Hỏi từ câu đi tôi trả lời cho nghe. Dạ, người xuất gia đi vào chùa tu vật lý ạ. Vô chùa tu vật lý á, thì nó 37 pháp quán và cái pháp tịnh độ, rồi cái pháp mật trú, rồi cái pháp giảng sư. Đó, vật lý thì nó có 5 cái nơi là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, rồi vật lý. Và muốn tu hỏi cái nào thì vô tôi trả lời cái đó. Dạ thưa thầy, nếu người xuất gia làm đúng thì thành tựu những gì trong 5 pháp môn tu vật lý ạ? Bây giờ đúng á, đúng bằng cái gì? Đúng bằng cái nhân quả luân hồi thì 5 pháp môn tu. Mà đúng giác ngộ giải thoát phải qua thiền tông. Đúng, đúng vật lý thì tu theo Phật vật lý 5 pháp môn tiểu thừa đến mật chú. Còn nếu mà đúng giác ngộ giải thoát thì phải thiền tông. Bây giờ muốn vô chỗ nào thì hỏi cho đó, rồi tôi hỏi cái người đó vô cái chỗ nào tôi sẽ nói, chứ bây giờ không thể nói tràn lan được. Dạ. Dạ, nếu người xuất gia làm sai thì nhân quả là gì ạ? Xuất gia làm sai, chưa hỏi được cái câu hỏi. Làm sai là làm cái sai chỗ nào? Thí dụ bây giờ cô hỏi là vô xuất gia tôi tu làm giảng sư, sai chỗ nào tôi chỉ cho. Mày chưa xuất gia làm sai, chưa hành động sao biết ta làm sai? Dạ, hỏi đi hỏi lại, câu hỏi phải đặt lại, đi vô chỗ nào sai chỗ nào tôi nói cho nghe, đặt câu hỏi lại. Nếu người xuất gia mà không dạy giác ngộ giải thoát mà dạy những cái ác đức như cúng tụng lạy lục cầu xin thì nhân quả như thế nào ạ? Bây giờ xuất gia đó thì nếu mà nói xuất gia để đi cúng tụng lại là cuộc xuân không phải là xuất gia, mà là đi học cái pháp môn cúng tụng chứ không phải là xuất gia nha. Vì người ta trở lại nhà được, có thể người ta đem cái pháp đó vô nhà người ta luôn. Còn xuất gia đó, nếu đúng cái nghĩa xuất gia đi ra khỏi nhà thế tục vô nhà chùa tu Như Lai thanh tịnh thiền, làm sai, hỏi câu đó đó. Nên nhớ rằng bây giờ tôi giải thích một cái xuất gia đi vô nhà Như Lai. Như Lai là cái nhà không đến, không đi, không qua, không lại. Cái nhà đó là thanh tịnh. Vô mà lấy cái chuông gõ cái bon là mất thanh tịnh, rồi coi chừng. Vô rồi tụng la sùm là đất mất thanh tịnh, coi chừng. 18 tầng địa ngục muốn đi đâu đi. Nó khó chỗ đó đó. Có nghĩa là mình ra khỏi nhà thế tục vào nhà Như Lai, Như Lai là cái nhà thanh tịnh, mình vô là mất thanh tịnh, thì nó có 2 con đường đi. 18 tầng địa ngục và vô rừng ở 2 con đường đó, muốn đi đâu đi. Đó, đã mình tuyên bố là tôi xuất gia vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai nha. Chứ không phải vô nhà cái chùa mà thanh tịnh, Như Lai thanh tịnh thì nó mới gọi là nhà Như Lai. Còn cái chùa mà tụng kinh gõ mỏ không phải là nhà của Như Lai, nên nhớ rằng nhà đó là nhà của thánh. Vì thế mà các vị thầy vô chùa đuổi ông Phật ra ngoài, kêu ông thánh vô. Bởi vì ông là thanh tịnh, tôi đuổi ông ra, tôi kêu ông thần vô. Em thấy ông rõ ràng mà. Bởi vì ông nói là hô thần nhập tượng, Như Lai chạy ra đi, thần vô, thần không vô thì tôi kiếm thánh vô. Cái nhà đó gọi là nhà chùa thờ thánh, cái chùa thờ thánh. Còn nhà Như Lai không được quyền, nhà Như Lai là hoàn toàn thanh tịnh. Vô không một tiếng động, không nhang, không đèn. Mà cái nhà Như Lai để làm cái gì?
duy nhất để dạy Như Lai Thanh Tịnh Thiền thôi. Chỉ cái ngày nào dạy cái này hoặc truyền thiền thì nó rộng thôi, còn ngoài ra nó phải yên lặng. Gọi là nhà Như Lai là cái chỗ này nè. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, xin soạn giả giải thích chữ Phật, Pháp, Tăng. Phật là một vị toàn năng toàn giác, gọi là một vị Phật. Pháp là lời dạy chân thật của một vị Phật. Lời dạy chân thật của vị Phật là dạy theo công thức quy luật nhân quả luân hồi và công thức trở về Phật giới. Đó là lời dạy Phật. Lời dạy của vị Phật rồi là Pháp. Tăng là một vị nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Đó là một vị tăng được xếp vào loại thánh tăng. Đó, đó, Phật Pháp Tăng. Đúng ba cái giới này mới gọi là Phật Pháp Tăng. Còn tăng, tăng mà đi làm mướn đó, thì tăng nó có hai cái loại tăng. Một là phàm phu tăng, chuyên đi làm mướn. Đi làm mướn mà có đẳng cấp tăng à, là người ta phải gọi mình bằng thầy. Còn có một cái loại tăng á, sai gì cũng làm, gọi là gì? Ai biết? Gọi là tớ tăng. Vì là mướn mà, cái gì cũng làm hết. Thì Đức Phật xếp vào loại là tớ tăng. Thánh tăng là dạy người ta giác ngộ giải thoát. Phàm phu tăng đụng cái gì làm ở đây. Tớ tăng mấy em nhà giàu có sai làm mới gọi là tớ tăng. Đó ba cái tăng. Tăng nào thì phải hỏi cho kỹ tôi nói nghe. Nha. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, còn trên trang mạng có nick YouTube Pháp Không Chân Như nói: soạn giả Nguyễn Nhân chỉ là một người phàm phu thì không thể biết được tập huyền ký của Đức Phật, như vậy có đúng không ạ? Đúng 100%. Tôi là một phàm phu, nhưng mà tôi là một phàm phu thiền sư Niết Hảo, tôi nhờ tôi cái này, làm tôi cái này, nhờ bác đưa cho tôi mấy quyển sách làm ơn xuất bản rồi giải thích cho ta nghe. Tôi là một phàm phu, không phải là một con người học thức gì đó, mà chỉ tiếp nhận mấy quyển sách xuất bản công bố ra, đứng nói dùm thiền, nói dùm mà cái bà Đức Thảo thôi, chứ tôi là quả phàm phu hoàn toàn không có học vấn gì về đạo Phật hết, hoàn toàn không học gì hết. Nhưng mà tôi nói ra là tôi lấy trong sách tôi nói ra thôi, giống như mình người ta gọi là con két á, nói cái con két không hiểu gì đấy nha. Nếu nói tôi phàm phu là rất đúng, hoàn toàn không sai. Mà tôi chỉ là người thừa hành thì sư Lý Đức Thảo xuất bản sách ra, người ta hỏi gì tôi trả lời nay thôi, trả lời tôi hiểu tới đâu tôi trả lời tới đó. Chứ nếu mà nói tôi là siêu nhân cũng không được, tôi là con người đọc sách rồi viết nói lại thôi, chứ tôi đâu có khám phá được cái gì đâu. Vì thế nói là phàm phu ta, là một phàm phu rất đúng. Cảm ơn ông nói rất đúng. Nhưng mà có một điều á, nhưng mà tôi cũng may mắn là tôi không có mù. Tôi đứng tôi nhìn con voi tôi biết. Tôi không có mù. Còn mấy ông thánh tăng á thì ông đều mắt kiến, ông thấy đường, ông nhìn voi ông thấy đường. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, nick YouTube Pháp Không Chân Như nói: người nào mà tin tập huyền ký của ông Nguyễn Nhân thì sẽ bị đọa vào các đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, như vậy có đúng không ạ? Bây giờ đó thì nói á, bây giờ cái huyền ký của tôi không phải của tôi đã nói rồi, là vì thiền sư Đức Hà giao lại cho bà Đức Thảo nhờ tôi vậy thôi. Còn cái chuyện mà đọa địa ngục á, thì đọa địa ngục nó có cái này nè. Trong cái giáo lý tôi đang giữ cái giáo lý đang tôi giữ, nhưng mà trong cái giáo lý có một cái đoạn thế này nè: tất cả con người bình thường không xuống địa ngục được. Nên nhớ là con người bình thường không khi nào xuống địa ngục được, giống như con người bình thường không khi nào chìm xuống giữa biển được. Mà chìm xuống giữa biển đó thì dùng cho những người đi ra ngoài biển đó,
anh ra mà giỡn với biển anh rớt xuống đó. Giỡn kêu bằng giỡn với biển là ai? Là mấy người đi chài lưới á. Còn ở thế gian này muốn xuống địa ngục là ai? Thế gian này cái người mà xuất gia ra khỏi nhà vô nhà chùa, vô nhà chùa thanh tịnh mà không biết thanh tịnh mà làm thì đi xuống tầng 18 tầng địa ngục. Có nghĩa là trong thế gian này cái người xuống địa ngục là cái người tu tuyên chiến lại với ma dương. Tôi ra khỏi nhà vô nhà chùa để tu giác ngộ giải thoát mà lợi dụng cái đạo Phật không dạy giác ngộ giải thoát mà đi làm chuyện tầm bậy thì 18 tầng địa ngục mình xuống đầu xuống. Còn tôi giết ra thì có trù tôi xuống địa ngục không xuống được, giống như tôi đâu có ra biển đâu tôi chìm, thấy không? Còn những người mà đọc sách tôi thì không đâu có ra biển. Họ làm sao ra biển? Muốn ra biển thì phải ra biển mới chìm, còn này ở đất liền sao chìm? Không có giỡn với địa ngục làm sao rớt xuống tầng địa ngục được. Thì cái này là tùy theo. Còn người ta nói đúng ra cái mà người ta chê, ta trù cái chùa Thiền Tông Đan Diệu là rất đúng. Là sao? Cái chùa Thiền Tông Đan Diệu nó nói trống bốc lên làm không ai đi cúng được, rồi không ai làm gì được, thì nó chửi là đúng rồi. Thì nói chùa Thiền Diệu sẽ đưa ta về địa ngục thì đúng rồi. Bây giờ tức mà nhà ta trục dòng tháng kiếm được mấy trăm triệu mà giờ ế rồi sao? Rồi bây giờ ta cúng tháng mấy trăm triệu mà giờ không có đồng nào rồi sao? Thì ta chửi chùa Tân Diệu, chửi chùa Tân Diệu là một, rồi chửi cả cái người phổ biến ra, rồi cửi người đến chùa luôn. Mà mấy người này đâu có giỡn với địa ngục đâu mà sợ, đừng có lo. Nha. Chính cái người mà thất thu, họ tức, họ chửi vậy thôi. Còn vấn đề mà mình thấy đúng hay sai là do mình dùng, bây giờ mình sử dụng cái đầu gọi là cái đầu khoa học, mình tìm hiểu cái này. Bây giờ chúng ta sống cái thời đại văn minh rồi, nó không còn cái thời kỳ đồ đồng, đồ đá nữa đâu. Đó, thì người ta chửi cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà có một điều á, từ khi công bố quyền ký ra là tôi mời tất cả những người không đồng ý cái Thiền Tông này đến chấp nhận tại chùa này. Tôi đại thọ xe tới chùa, ăn ở, trở về luôn. Mà 2 năm có ai đó lại còn đứng ở ngoài chửi. Nên nhớ một điều á, Đức Phật có nói câu này: khi mình làm đám giỗ á, người ta tới thì dự đám giỗ gì, rồi mình tặng quà cho người ta mà ta không lấy, quà đó về ai? Có nghĩa là tôi tặng anh không lấy thì về tôi chửi người ta không nhận là ai, thì anh tự anh lấy. Đó là nguyên tắc của nó vậy. Thì bây giờ nó đúng rồi, chửi vậy còn nhẹ lắm, nhưng không có khó nữa. Mày cũng nói cho biết rằng người xuống địa ngục là phải giỡn với cái địa ngục. Còn mình không có giỡn địa ngục làm sao rớt được. Mình ở đất liền, giống tôi nói là nếu muốn rớt biển thì phải ra giữa biển giỡn. Giữa biển lên trên tàu giỡn rồi răng nó rớt xuống. Còn mình đâu có ra ngoài đó mà sợ. Ai nói gì nói, thôi kệ. Mình dùng cái đầu khoa học để mà tu Thiền Tông. Chứ đừng có dùng cái đầu tham lam, rồi cái đầu thời kỳ đồ đồng, đồ đá, tu Thiền Tông là có chừng rớt xuống địa ngục. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa soạn giả, tại sao tập huyền ký của Đức Phật lại giao cho một vị cư sĩ mà không giao cho một vị tu sĩ ạ? Bây giờ mình mới trở lại câu chuyện ngày xưa đó. Tại làm sao khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn giải thoát này mà không dạy cho mấy đệ tử ông, mà sai ông Duy Ma Cật dạy cái này. Bây giờ nếu mà cái tập huyền ký mà nói thiệt 60 năm về trước mà giao cho ông thầy cũng đốt liền, 5 phút sau cũng đốt liền. Điển hình bây giờ quyền ký ra đây mà bao nhiêu ông thầy đòi đốt á, không có đính dáng ra mà còn đòi đốt. Mà hỏi suy nghĩ chứ đưa ông đó là sao? Đưa cái ông mà không gì danh gì lợi, đưa cái ông đạo đầu, ông là thầy rồi thì ông chắc chắn phải đốt. Thầy là gì? Tất cả những người thầy, người có chùa to, Phật lớn hoàn toàn đốt quyền ký này hết. Mà giao cho một người cư sĩ mới được. Người cư sĩ đó phải có tâm tài lực mới giữ được cái quyền ký này. Người cư sĩ mà không có tâm tài lực hoàn toàn cũng đốt luôn. Vì thế mà ông cũng đi tìm, ông đi kiếm mới giao. Bà Long Nữ là gì? Bà bán giải, bà có biết gì đâu. Nhưng mà bà khi bà đọc bà kiến tánh rồi, bà dám hy sinh nguyên cả cái tài sản bà đi cắt cái chùa, bỏ cái sập giải luôn. Sập giải hồi đó Sài Gòn chợ lớn bắt tiền lắm, sao nhỏ đó bà bán rẻ luôn đó. Có nghĩa là sao không ai, bà bán giống như bà cho không người ta đó, phải không?
phải về để các cái chùa. Mình phải thấy cái hy sinh của người ta vì cái đạo pháp mà người ta phải hy sinh cái này. Mà hy sinh không phải là một ngày một bữa đâu, mấy năm, mấy chục năm trời. Tôi dẫn cái này từ hồi 58 tới giờ này 59 là phải 61 năm. 59 năm mới dám nói ra. Mà muốn cho cái này nói ra là phải mấy chục năm nói chuyện, mấy chục năm về cái giác ngộ thôi. Mà vậy khi ra đời còn phải cái bờ nấu trâu dữ lắm á. Trên mạng nó chửi cái chùa này giống như lắm đất, nó đá một cái này dễ ợt thôi đó. Khó chứ mẹ. Mà mình muốn phổ biến này thì phải phổ biến bằng luật pháp. Phải in sách, in ra hai quyển, in hai cái nhà xuất bản nó cho coi có chắc ăn không. Rồi xong đó mình mới xuất bản ra, mình mới trình với chính phủ, trình với chính quyền ba cấp, hai cái quyển sách luôn chứ không phải trình một. Tôi nói là đây là hai cái quyển sách, một ý mà hai nhà xuất bản mới cho. Rồi đem về chính quyền người ta cho công bố ra. Công bố ra rồi người ta, và giáo hội cũng xin giáo hội cho. Đây cái luật pháp. Nhưng mà tôi nói là cái ngày mà công bố chính quyền thì không biết, thì không muốn nói gì. Nhưng mà giáo hội không biết cái ruột của cái quyền ký này là cái gì. Vì tại sao tôi dám giấu cái chữ Thiền Tông? Bây giờ nếu mà vô đầu nói chữ Thiền Tông là không được. Thấy không? Thiền Tông ra hỏi. Vì thế mà tôi nhớ là 2012 khi mà tôi lạc khánh thành cái Thiền Tông Phật Đài, tôi nói ai có nghe lại là tôi nói dòng do tam quốc. Ha, khi công bố quyền ký tôi nói khác, tới bây giờ tôi lại nói khác, mà mục đích sau cùng là nói cái pháp môn thứ sáu đạo Phật Thiền Tông. Vì thế mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu rút ra khỏi giáo hội thì tôi mới dám để là đạo Phật Thiền Tông. Rõ ràng cái pháp môn đi riêng biệt đó, thành ra cái cổng nó khác với hồi xưa đó. Kêu bằng pháp môn Thiền Tông chứ không phải dám để đạo Phật Thiền Tông. Đạo Phật nó đi ra một cái quy luật khác đó, thành ra nó cũng nghiêu khê lắm. Nhưng mà bây giờ 2 năm rồi nó cũng ổn định rồi thì tôi cũng rất mừng. Thì bây giờ kêu bằng nó không thay đổi được. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói người chửi Đức Phật không nặng bằng chê bai pháp môn Thiền Tông. Vậy người triệt phá pháp môn Thiền Tông thì như thế nào ạ? Bởi vì cái quy luật nhân quả luân hồi này, ở trên trái đất một ông thầy tu xuất gia bỏ nhà tu, một là vô rừng ở. Anh giải thoát, không giải thoát không phải vô rừng ở. Không nữa thì anh xuống 18 tầng địa ngục anh ở thôi. Có nghĩa là nhà cái người mà tu rồi phải dọn một trong hai con đường đi, một là giác ngộ giải thoát, hai là đi theo nhân quả rất nặng. Một là xuống 18 tầng địa ngục, hai là vô rừng. Còn cái người mà triệt phá Thiền Tông này nè, Đức Phật cảnh cáo rằng chửi Như Lai không ăn thua gì đâu. Chửi Như Lai cao là xuống 18 tầng thôi. Nhưng mà triệt phá Thiền Tông nó đi qua cái tầng, qua cái hầm 18, nó qua hầm 19, nó lọt vào cái hầm 10 tỷ năm. Hầm 10 tỷ năm ở trong kinh nói rất nhiều nhưng mà họ không giải thích. Nơi đây là khi mà ăn nó bằng sắc nóng, ăn nuốt bằng sức nóng của gan, chứ không phải lửa của gan, chứ không phải mà lửa bình thường đâu. Trong kinh rất nói rất cái điều này nè. Nói ai mà đọc trong cái kinh mà nhân quả đó, mà ta mấy ông thầy không hỏi dịch, không dịch là cái chỗ này chỗ nào. Cứ bằng nuốt, ăn bằng sức nóng của gan, nó đói biết cái đó gan nóng nó cũng phải ráng ăn, lại xuống cái chỗ đó đó. Thì cái nhân quả nó đi rồi ngoài cái quy luật nhân quả bình thường của trái đất. Vì ở trái đất này nó theo nhân quả bình thường, rồi nó có thời gian nó trở lại, còn xuống đó nó không có thời gian, mà nó phải đợi cho trái đất bể ra thì nó mới tung ra được thôi. Mà trái đất này tuổi thọ là 10 tỷ năm, vì thế mà ta gọi đó là hầm 10 tỷ năm. Đó thì ta lấy theo cái lịch sử của trái đất. Nếu nằm ở trên nhân quả thì bị cái lớp đất nhân quả dù đi tới cái mí đó rồi thì cũng phải kéo lên, tới 18 nó phải kéo lên. Còn xuống kia nó không kéo được, nó nằm ở trong cái quy luật của cái cấu tạo của trái đất. Nó giữa cái đất nhiệt và đất nhân quả, nó kẹt vô đó, người ta gọi là hầm 10 tỷ năm. Đó, thì bây giờ, Đức Phật cũng nói là nếu mà đây chửi Như Lai cao lắm 18 tỷ năm, ở 18 ngàn năm thôi, nó cũng còn cái thời gian. Còn xuống 10 tỷ năm thì thôi, đất mới hình thành mới có 1 tỷ năm thì anh phải ở 9 tỷ năm.
ông Phật ông nói vậy để cho môn đồ ông á, môn đồ ổng chửi ổng là gì tài tiền thôi, giống gì đấy, tiền và danh. Biết ham tiền thì ham tiền thì là quên cái nhân quả. Tất cả những người mà chửi cái này là ham tiền chứ không có gì đấy. Ham tiền không sợ nhân quả vậy thôi. Một tháng làm 500-700 triệu rồi bây giờ cái này nó ra đời không làm chút nào thì ông tức chửi vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật ông nói chửi thì chửi, nhưng mà này nhớ rằng chửi Như Lai tội không nặng bằng cái khinh cái khóa cái thiền tông này đó, và cảnh cáo cho biết. Còn tôi thì tôi chưa biết, biết tôi nói lợi gì thôi, còn nghe không nghe thôi, chứ giờ tôi đâu có quyền gì. Rồi hỏi đi. Con xin cảm ơn soạn giả đã trả lời câu hỏi của con ạ, con xin hết ạ. Tiếp theo mời Phật tử Nguyễn Thế Hương ở Quảng Ninh. Alo, con kính thưa soạn giả Thầy Nguyễn Nhân cùng tất cả các quý vị trong ban quản trị Chùa Thiền Tông, cùng tất cả các đạo hữu hôm nay truyền thiền, cũng như là tất cả các vị quan khách hôm nay đến dự buổi giải đáp truyền thiền hôm nay. Con là Nguyễn Thế Hương ở thành phố Hà Nam, con cũng đại diện cho 12 vị hôm nay đến truyền thiền. Con cũng muốn có một số câu hỏi. Con còn thắc mắc, con cũng xin Thầy trưởng ban giải đáp cho con. Câu hỏi thứ nhất, quyển 5 Khai Thị Thiền Tông có viết niệm Phật A-di-đà đến chỗ vô niệm thì được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Con có đọc có chỗ là bể tánh thanh tịnh thì nói là đã được về quê xưa của mình. Thế vậy thì niệm Phật đến vô niệm rồi bể tánh thanh tịnh thì đã được giải thoát chưa? Con xin Thầy giải đáp. Ở trong đó nó là niệm cho đến vô niệm. Vô niệm là đi vô cái chỗ không còn niệm, là vô cái nơi không niệm, là vô cái nơi ở trên cái đất này. Nếu mà nói về bể tánh không đúng, mà vô đến vô niệm. Vô niệm ở trong trái đất này. Trong trái đất này nếu vô niệm, nếu mà chứng thì chứng A-la-hán. Thấy không? Còn nếu không ấy thì là chứng trong cái quá thành tại đây thôi. Nó không được nằm ở trong A-la-hán. Vô niệm mà khi mà vô đợt niệm mà anh phát được cái thần thông nó mới thành A-la-hán. Còn nếu vô niệm trong cái thanh tịnh mà không có cái gì hết, gọi là quá thành của cái A-di-đà hoặc là cái của cái mật chú thôi. Nó không có cái lực. Mà vô đó mà có thần thông nó phát thì người đó sẽ chứng A-la-hán tùy theo mức độ. Chứ không phải vô bể tánh, mà vô cái tánh thanh tịnh tại đây là không phải bỏ chữ bể đi, mà vô cái tánh thanh tịnh. Trong tánh thanh tịnh nó có cái không gian nó thanh tịnh, ở đây gọi là không thanh tịnh. Còn bể tánh thanh tịnh thì nó lớn, chữ bể là cái biển, nó lớn, trong này không có cái này. Bể tánh thanh tịnh thì phải áp dụng ở Phật giới thôi, còn trong này gọi là thanh tịnh thôi. Gọi là mình nói nhỏ là cái dùng thanh tịnh cho nó dễ hiểu, thấy không? Nó thừa cái chỗ bể tánh sanh tịnh. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu 2. Trong lời dặn dò của Đức Như Lai trở về Phật giới có dạy, người tu thiền tông có công đức và phước đức bằng nhau, muốn về Phật giới phải dùng nhất tự thiền, tức là dùng chữ buông thì được về Phật giới. Hôm chuẩn hóa thiền tông lần thứ 4, Thầy có nói là công đức ít, phước đức nhiều, ác đức nhiều cũng dùng nhất tự thiền chữ buông về Phật giới. Con xin Thầy giải thích rõ hơn cái này. Bây giờ cái về Phật giới nó có 3 trường hợp, một là vô lượng công đức về, hai là bằng nhau được về, còn lần thứ 3 đó, 3 cái phải bằng nhau, nhưng mà cái công đức phải mở được Phật nhãn, mở được con mắt thấy thì mới gọi bằng nhau. Còn nếu mà ra mà không mở mắt được thì không được xếp vào cái thứ 3. Ra mà đuôi thì ông thần thực thi nhân quả liền. Có nghĩa là đi ra mà thấy thì đây là dùng cái thuật để sau cùng được đi về Phật giới. Với điều kiện ông thánh ông phải thử mình 3 lần. Ông thánh làm cô hồn phải thử mình 3 lần. Thử 3 lần đạt chuẩn rồi ông thần cho đi.
Nên nhớ là cái lần thứ ba đó là do một vị thánh thử mình ba lần mà mình đạt rồi thì ông mới báo cáo với ông thần, rồi nó được, tôi cho đó, tôi thả đó. Thì bắt đầu ông thần mới thả thì qua tiêu thiệt mới xuất hiện. Cái lần thứ ba áp dụng nhất từ thiền là chỗ đó đó, chỗ buông. Rồi hỏi tiếp đi. Con hỏi câu thứ ba. Khi bỏ sắc thân đi vào giấc ngủ ngàn thu, sau tỉnh dậy thấy vị thần đứng bên cạnh hô buông, vị thần tránh ra về Phật giới. Trong trường hợp này, con muốn hỏi thầy, khi thân tứ đại của mình đã chết, các căn của mình không còn tác dụng nữa, vậy thì ai hô buông? Mong thầy giải thích cho con rõ. Cái buông này là do cái trung ấm thần nó là lên. Trung ấm thần là nó nói được hết á, không? Nó sử dụng bằng cái điện từ. Cái buông mà về thế giới bên kia đó là nó nói về cái ngôn ngữ của điện từ âm dương thôi. Còn mình nói ở đây là nói vật lý. Tứ đại gọi là nói vật lý, còn bên kia nói gì? Bởi vì cái loại vô hình nó nói với nhau nó nghe. Còn mình ở đây phải nói bằng tứ đại mới nghe được. Thì lúc đó mình không hiểu được, nhưng mà cái người ở cõi vô hình họ nghe được. Đó, buông là sử dụng bên kia. Bởi vì thần nó cũng tứ đại, trung ấm thần cũng vậy, cô hồn nó cũng vậy. Rồi ông bà cha mẹ nó cũng vậy, nó cũng thuộc gì điện từ. Thì ta sử dụng cái ngôn ngữ riêng của cõi âm, ta gọi là ngôn ngữ cõi âm. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu 4. Trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề có nói lìa tất cả tướng gọi là chư Phật. Thầy giải thích cho con hiểu. Bây giờ đó kinh phải hiểu thế này nè. Kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì mà nói cho ai? Lìa sắc tướng, có nghĩa là lìa sắc tướng là chỗ chư Phật. Có nghĩa là ông Phật không mượn sắc tướng nữa. Đó là cái ông Phật ông mượn cái tướng của người trung ấm thân đó. Mà ông Tu Bồ Đề ông là A-la-hán, ông mới hiểu cái này. Nhưng mà ông cũng không có thoát ra được cái quy luật trở về Phật giới. Ông Tu Bồ Đề chỉ là A-la-hán thôi. Vì thế mà Kinh Kim Cang dạy là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là kêu bằng một người chứng A-la-hán vẫn còn cái chấp kiến chấp ngã. Đó, ông Tu Bồ Đề vẫn còn kiến chấp ngã, ông không hiểu được cái thế giới này đâu. Mà ông chỉ hiểu được cái thế giới của A-la-hán thôi. A-la-hán là gì? Là trong thanh tịnh. Ông tưởng thanh tịnh là giải thoát rồi. Sự thật, Kinh Kim Cang dạy là chưa, Đức Phật chưa dạy cái thanh tịnh thiền này. Dạy xong hết tới, dạy kêu bằng dạy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được, bắt đầu mới dạy thanh tịnh thiền này. Thì cái người thanh tịnh thiền mới hiểu. Nhưng mà lúc đó người thanh tịnh thiền cũng không hiểu, mà phải đợi 2561 năm thanh tịnh thiền người ta mới hiểu được. Có nghĩa là trước Đức Phật, từ khi mà công bố quyền ký trở về trước, những người tu hoàn toàn giống như Nam Anh Lê Miêu, mù đời voi thôi, không biết gì hết. Tất cả hòa thượng, thượng tọa, đại đức hoàn toàn giống như năm mười người mù thôi, hoàn toàn không biết gì hết. Vì thế mà cái biểu tượng năm anh mù đời voi này sẽ được công bố ra một ngày gần đây, để cho biết rằng muốn mở mắt thì phải công bố quyền ký ra, công bố cái hình ảnh con voi ra, và đồng thời công bố hình ảnh của cái người chăn trâu ra, thì ta mới hiểu cái thiền tông này. Bây giờ thì chỉ cái mấy người mà thiền tông này ta mới hiểu thôi, chứ người ngoài không hiểu thiền tông là gì. Sau đó tôi sẽ công bố ra hai cái hình tượng này thì ta sẽ hiểu. Thấy không? Thì trong vòng mấy tháng nữa ta sẽ công bố cái này ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin được hỏi câu 6. Trong kinh thường nói tu phước huệ song tu để được cái gì ạ? Xin thầy. Chữ phước là mình làm phước, chữ huệ là mình tu để mà mình thấy được cái cõi vô hình. Đây là cái lối của mấy ông thầy, chứ làm sao có huệ đâu. Phước thì có, huệ hoàn toàn không bao giờ ai tu được. Huệ là tu để huệ cho tu thấy cõi vô hình. Mà bây giờ có nhiều người tu thấy có cõi vô hình, nhưng mà tôi nói cho nghe là cái người mà tu mà thấy cõi vô hình hoặc là thánh hết, thì tôi nói bây giờ có nhiều người là tôi không dám nói đích danh. Bây giờ tôi nói chẳng hạn như tôi nói là ông Đạo Dừa đó, ông tu huệ đó, ông thấy được.
Nhưng mà giờ ông chết rồi thì mình không kiểm tra được. Thấy không? Bây giờ có một cái ông mới vừa thấy là tao tuyên bố tôi đã thành Phật rồi đó. Ông đó tu huệ đó. Nhưng mà tôi kiểm tra ông coi có phải huệ thiệt không. Rồi có nhiều người tôi không nói dám nói ai. Khi mà đến hỏi ra tôi sẽ nói. Tất cả những người tu mà xưng này xưng kia là tu huệ đó. Nhưng mà huệ là huệ gì? Huệ của ai? Ví dụ cái ông ở miền Tây, ông nói xưng tôi tu huệ đó. Rồi, làm sao biết được? Phải không? Chứ huệ là mình tu để mà gọi ta huệ nhãn, thấy cõi vô hình mới là huệ. Người nào mà thấy cõi vô hình gọi là cõi huệ. Nhưng mà kiếm có ai huệ? Tu phước là dễ rồi, cho người ta tiền, người ta ăn, người ta khỏi khổ là mình tu phước là dễ ở thôi. Cái huệ khó lắm. Còn mấy ông thầy nó phước huệ xong tu là tưởng tượng ra tu thôi, chứ không có vụ huệ đâu. Chưa có ai huệ được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin được hỏi câu thứ 7. Pháp môn 02 của Đạo Phật thuộc vào Trung Thừa hay Đại Thừa? Xin Thầy giải thích. Pháp môn 02 gọi là pháp môn bất dị. Không phải không trái, không quấy cơn, không thua. Gọi là pháp môn bất dị. Pháp môn này là Thiền Tông. Nhưng mà ta không giải mã được. Đợi khi Thiền Tông ra đời mới giải mã pháp môn bất dị. Gọi là pháp môn 02. Thì bây giờ pháp môn 02, Phật tánh không lai không xưa, Phật tánh không thiếu không thừa là cái chỗ này nè. Đó là pháp môn bất dị. Không phải không trái, không qua không lại. Thì đó là pháp môn 02. Là nói về Thiền Tông. Mà đây là khởi đầu cho cái Thiền Tông. Chứ còn sâu xa có nói chưa có nói. Sâu xa những người được truyền thiền mà ta mới biết thôi. Còn những người chưa truyền thiền không biết được. Gọi là pháp môn bất nhị. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin được hỏi câu thứ 8. Trong kinh Duy Ma Cật có nói về tam minh như sau. Một là túc mạng minh, biết được việc sống chết đời trước của mình và của chúng sinh. Hai, thiên nhãn minh, biết được những việc sống chết của đời sau của mình và của tất cả chúng sinh. Ba, lậu tận minh, biết được những sự khổ hiện tại, dùng trí tuệ để diệt trừ phiền não. Con thấy tam minh khác với tam minh của Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng, xin Thầy dạy cho con rõ. Trong kinh đó thì Đức Phật có nói là tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất động. Đây là một vị toàn năng toàn giác phải làm được cái này. Tam minh là thiên nhãn minh, là thấy được cõi trời. Túc mạng minh là thấy đầy đủ một dòng đời của một người đó, là gọi là túc mạng minh. Còn lậu tận minh là nhìn thấy được tận cùng tất cả, từ cung phi trần cho đến hành tinh, gọi là lậu tận minh của Đức Phật, gọi là tam minh. Lục thông, mắt tai mũi miệng ý thân thông suốt hết, thấy không? Gọi là lục thông, cái gì cũng thông hết. Còn thập bát bất động là 18 cái thần thông của một vị A-la-hán. Đức Phật đã chứng được cái sự này. Gọi là Đức, bởi vì ngày xưa người ta gọi Đức Phật là A-la-hán. Ông chứng được 18 cái thần thông của A-la-hán. Thấy không? Vì thế ông mới chứng được 18 thần thông. Ông mới dạy 33 pháp quán và 4 pháp môn kia. Một vị có cái thập bát A-la-hán mới dạy được cái này. Bởi vì người ta có thần thông, người ta hiểu. Tu sao thành thần, tu sao thành thánh, ông dạy được hết. Vì thế mà người ta làm Đức Phật A-la-hán, ta tưởng ông Phật A-la-hán là sao cùng, không phải. Có nghĩa là một vị toàn năng toàn giác làm được hết, gọi là một vị Phật. Nhưng mà vị Phật là đúng của nó là toàn năng toàn giác, cái gì cũng biết hết. Mà bởi vì có cái Phật nhãn ta mới nhìn được cái càn khôn vũ trụ. Đức Phật Phật hơn người ta là cái Phật nhãn đó. Còn cái thiên nhãn minh, lục tận minh, túc mạng minh là cái chuyện bình thường thôi. Thì thế mà mấy cái người ta không hiểu thì dịch nó sai. Bây giờ nếu một vị toàn năng toàn giác phải có ngũ nhãn. Rồi có nhiều người tranh cãi nói Đức Phật cũng A-la-hán thì đúng đâu, thành A-la-hán. Có nghĩa là ông Phật, một là thầy giáo cũng đúng rồi, mà một giáo sư cũng đúng. Thầy giáo là ông dạy học, giáo sư là ông dạy, ông trùm hết. Người ta không hiểu thành là tranh cãi vậy thôi, chứ sự thật á. Cái chuyện mà ở bên vật lý ấy, nó giải thích về cái Thiền Tông này, nó giải không đến nơi đến chốn, nó giải được chỉ 30-40% thôi. Chỉ có người ở Thiền Tông mới giải toàn diện được cái Thiền Tông này. Nó sai là sai chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin được hỏi câu thứ 9. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy,
Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy đi đường tà, chẳng thể thấy Như Lai. Nhưng con có đọc quyển Kim Cang giảng lục thì thầy Thượng Tọa Thích Thông Phương, thầy có dịch giảng như sau: mọi người hiểu lầm kinh nên làm biếng, không tụng kinh lễ Phật thì làm gì? Tụng kinh là âm thanh, lễ Phật là sắc tướng. Chấp vào bài kệ này, không cần tụng kinh lễ Phật, như vậy là chấp một bên, lâu ngày đi vào đường tà. Đấy là thầy Thông Phương có dịch như vậy. Thế con xin thầy giải thích cho con được rõ hơn. Con xin cảm ơn ạ. Bây giờ mà muốn biết Thông Phương là ai, là đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ. Mà Hòa Thượng Thanh Từ á, chủ đích ổng tu cái gì? Tu dẹp vọng tưởng là tu tiểu thừa. Biết vọng không theo là tiểu thừa. Vì thế mà Hòa Thượng Thanh Từ giảng kinh của tiểu thừa không có đạt được cái Thiền Tông. Thầy Thông Phương làm sao qua mặt ông thầy nổi. Vì thế mà cũng giảng lẫn quẩn thôi. Vì thế á, mà ông đến ông giảng, nó đúng ra là ông giảng kiểu bằng giảng tưởng thôi, cái tưởng tượng. Thầy Thông Phương giảng cái tưởng thôi, không phải là giảng Thiền Tông. Còn nếu mà nói giảng về vật lý thì ông giảng về tiểu thừa, cũng nằm ở trong quy luật vật lý thôi. Nghe không? Nhưng mà mình không dám đi sâu. Bây giờ dù muốn sao người ta cũng là một vị thầy tu, thì giảng trúng giảng sai thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tuy là một thầy giáo nhưng mà ra giảng cũng trật chứ đâu đúng. Nhưng mà muốn giảng cái Thiền Tông ra, anh phải kiến tánh mới giảng được. Không kiến tánh hoàn toàn thì không giảng được. Vì thế mà ngày xưa đó, Thái tử Tất Đạt La giao cho lục nữ đọc quyển sách này, anh mà cô làm sao cô kiến tánh tôi mới vào, còn cô không kiến tánh tôi không vào. Vì thế mà đọc cái kiến tánh. Sau này Thích Đức Hà giao lợi cho bà Thức Thảo đọc 7 ngày kiến tánh, tôi vào cũng không biết tôi đi cho người khác. Bà đọc 7 ngày bà kiến tánh. Vì căn cứ đó để cái Thiền Tông nó mới tồn tại được. Chứ nếu mà Thiền Sư Ni Đức Thảo không kiến tánh thì cái chùa Thiền Tông không mọc được. Kiến tánh mới mọc được cái chùa Thiền Tông này đầu đề. Vì thế mà Đức Phật nói là anh có cái Phật tánh thì em mới trồng nó mới lên, còn không có trồng không có lên. Vì thế mà tất cả người kiến tánh thì mới giao Thiền Tông được. Nó có chỗ này. Còn Thông Phương thì thôi, ông cũng tưởng tượng giống như ông thầy vậy thôi, chứ làm sao ông biết cái này. Vì thế mà bởi vì Kinh Kim Cang, mục đích của Đức Phật lập ra để cái gì? Lập là kiến chấp, phá cái kiến chấp chứng đắc. Tất cả người ở trái đất này có chứng có đắc là tà hết. Kinh Kim Cang nói vậy. Lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cười ta, người để hành tà đạo, không thấy Như Lai mà chỉ thấy ma. Đức Phật đã khẳng định rằng nếu vô, bởi vì vô đạo Phật nó có nhiều cái quyển sách để mình tu. Muốn phá chứng đắc thì Kinh Kim Cang. Muốn cúng dường tứ thập nhị chương. Thấy không? Đó, mình phải hiểu cái này. Chứ còn nếu á, còn nếu mà mình muốn mà muốn hiểu, muốn mà cái tu mà kiến tánh thì phải cho thuộc cái câu vật tri kiến lập tri tức vô minh bổ. Tri kiến bất lập tri tức tính, nếu bạn thấy biết thanh tịnh chính là tánh Phật thấy đó. Thấy biết mà chồng thêm thấy biết là tánh người thấy đó. Mình đặt hai câu này thôi. Vừa rồi có cái con Trang á, nó đang đưa cho hai câu, tôi con làm cái này đi, con làm hai ba con tặng cho người ta. Trong nhà chỉ cần hai câu liễn này thôi, hai câu thơ này thôi. Cứ đọc ta đi ra vô, đọc ra vô, tôi bảo đảm sẽ kiến tánh liền. Có hai câu thôi, đâu có nhiều đâu. Ha, thì đây là cái cốt lõi của Thiền Tông. Giờ đầu Trang nó có đưa cho tôi coi, tôi nói con có làm hai câu liễn đi, tụi con tặng cho ta. Tết treo ở nhà. Tuy làm rất đơn giản nhưng mà công đức rất lớn. Đây là câu hai tuyệt đỉnh của Thiền Tông. Không có dày, không có dày dòng, không có thờ, không có làm mấy chục câu thơ, có hai câu thôi. Ghi ra hai câu thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin được hỏi câu 10 ạ. Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín có nói: sẽ tôi 35 trước
khi chưa học thiền, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Sau nhân theo bậc thiện tri thức, chỉ rõ lối vào, thấy núi chẳng phải là núi mà nước chẳng phải là nước. Rồi nay thể nhập chốn yên tịch, y nhiên thấy núi chỉ là núi, nước chỉ là nước. Con nghe chẳng hiểu sao, mong thầy giải thích cho con. Cái câu chuyện này là thiền sư Thanh Nguyên, ông thiền sư chứ ông giả gần tận, ông thiền sư giả hoàn toàn, là đệ tử của Lục Tổ. 30 năm thấy núi là núi, không phải 30 năm trước thấy núi không phải là núi sông, 30 năm sau thấy núi sông là núi sông. Đây là cái thấy của vật lý thôi, nó không có thoát ra được cái quy luật nhân quả. Thấy không? Đây là tôi, bởi vì tôi dám nói là thiền sư Trung Hoa giả 90%, Việt Nam 100% thiền sư giả rồi. Thanh Nguyên hành tư là gì? Chứng thiền sư chứ sự thật kêu bằng cái quyền ký công bố ra, nhưng mà đều cái ruột giáo lý chưa công bố, thành ra mấy ông này không biết. Nên nhớ rằng quyền ký được công bố ra, giáo lý chưa được công bố, thành ra cái cốt tủy của đạo Phật nó nằm trong cái giáo lý chứ không phải nằm trong quyền ký. Vì trong quyền ký 60% thôi, nó còn giấu 40%. Thành ra tất cả những vị mà nói là xưng thiền sư dưới thời Lục Tổ hoàn toàn là giả hết, trừ trường hợp kiến tánh thì đó thiền sư thiệt thôi. Từ Tông Tào Động Lâm Tế rồi tất cả những gì, bởi vì nó sáu cái phái thiền tông của Lâm Tế chứ, của Lục, dưới Lục Tổ là sáu cái thiền tông hoàn toàn bịch hết. Vì thế mà ông Quy Sơn, ông hỏi ông á, người ta gọi là tổ Quy Sơn. Ông nói nữa mà hòa thượng tu sau cùng thành là cái gì? Nó tôi thành con trâu. Hỏi rồi chết ở đâu? Nó trâu xuống núi. Thì có nghĩa là ông tu là thập một mù đồ, từ con trâu đen mà tu thành con trâu trắng, chết chôn thành con trâu, không giải thoát được. Mà người ta tưởng đâu ông thành trâu trắng là giải thoát, không phải. Con trâu vẫn là con trâu chứ làm sao giải thoát. Vì thế mà cái giáo lý chưa công bố ra, tính giờ này giáo lý còn chưa công bố, thì làm sao mấy ngàn năm trước được công bố. Thấy không? Thành ra những người mà tu theo Lục Tổ, từ Tông Tào Động Ly Quy Sơn Quy Ngưỡng gì đó, cảnh sách nó cũng nằm trong cái tu mù thôi, cũng nằm trong năm con voi, năm anh em mù là voi thôi, hoàn toàn không ai hiểu kiến tánh được cái này. Duy nhất chỉ có Lục Tổ mới năng kiến tánh thôi, còn tất cả dưới là ăn theo. Vì thế mà người ta nhái những câu mà của tổ nói lại, chứ thật ra họ không hiểu. Còn bây giờ á, sở dĩ mình nói được là có truyền thiền rồi, người ta sẽ nói được những cái ẩn ý thôi, chứ sự thật mà công bố cũng chưa công bố những cái mà bí mật. Vì thế mà cái con voi mới nói là 2 tuần thôi ha, trước kia ai biết con voi là cái gì. Rồi tới con trâu là gì? Thập một ngô đồ là hòa thượng Thanh Từ giảng rất nhiều mà không đi vào trong cái cốt tủy được. Năm mù đà voi rất nhiều người hiểu, không đi vô được. Mà cái năm mù đà voi này nó đúng ra đó cũng phải nhờ ông Phước Tiến, mình không có công nhận. Ông ngoài là cái vụ này, ông nói người mù đà voi thì mình mới nói thôi, chứ nếu ông chưa nói tôi chưa nói cái này đâu. Ông tuyên bố là ông người mù đà voi thì rồi có người ta hỏi tôi mới nói, chính ông khai cái này. Chứ sự thật cái người mù đà voi chưa nói mà phải năm tới đó. Nhưng mà tại sao ông nói trước rồi có người hỏi tôi mới nói thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 11. Tại sao khi nghe nói tập huyền ký của Đức Phật, các thầy tu vật lý không dám đọc mà đốt vứt bỏ đi cho là đạo tà? Có phải là các thầy nhờ đó là mang lực âm hay là kiến chấp quá nặng không ạ? Thầy giải thích cho con. Cái này không có âm dương nha, mà cái lực tham cất cái chùa ra để kiếm tiền, mà giờ đưa quyền ký nó đốt liền tại chỗ. Các cái chùa mấy chục tỷ ra, cái quyền ký đưa ra thì ai tới cái chùa nữa? Bắt buộc phải triệt phá cái quyền ký này nè. Là do cái tham, có cái tánh thân người thôi, chứ không có kiến chấp gì đâu. Nó tham nó nằm trên kiến chấp luôn. Bởi vì tôi nói là khi mà người có chùa to, Phật lớn, chức vụ cao rồi, hoàn toàn không dám rớ tới cái quyền ký này. Giá nào thật trúng cũng không biết, cái chữ tới đưa vừa tới. Bây giờ nè, tất cả những người mà trả lời trên mạng
Tôi đã đọc sơ cái quyền ký là tôi biết trật rồi. Mẹ ta nghiên cứu nát nóc người ta còn chưa ra, không đọc sơ, thấy không? Bây giờ thành ra ông Phật đọc từ nào phải kiến tánh tôi mới vào. Thái tử Đạt La nói với ông nữ vào, đọc kiến tánh tôi mới vào, còn không được, không kiến tánh tôi không vào. Nó vậy ra lệnh vậy đấy mà còn chưa chắc ăn á, thấy không? Mà khi kiến tánh rồi, Thái tử Đạt La mới kiểm là có đúng không? Thì ông hỏi một cái rồi đúng là ổng giao. Thiền sư Đức Hà cũng phải giao cho bà Đức Thảo này. Đúng một tuần, ông lại ông hỏi một câu thôi, trả lời đúng, ông giao liền. Đó là kiến tánh là vậy đó. Chứ nếu mà không kiến tánh làm sao ông lại đưa bà này về cũng đâu có biết gì đó. Thành ra đưa tôi, rồi bà mới chỉ cho những cái công thức. Chứ tôi cũng không kiến tánh gì, chỉ tôi công thức, tôi biết. Bà đưa tôi giống như con, giống như học cũ trương đi. Con học hết rồi, ai nói con cũng biết. Bà chỉ cái cách để mà truy ra cái thiền tông này nè. Tôi chỉ là hiểu theo cái ý của thiền sư Lý Đức Thảo, biểu con học theo cái kiểu này nè. Con nhìn thấy là thì mẹ giao cho con hết. Thì bà giao tôi, hồi đó tôi còn đang đi học. Mà sao tôi cũng về tôi mê, chỉ bỏ viết xuống là tôi có đọc cái này, rồi sao có cái, tự nhiên tôi thấy tôi hiểu. Thì bà mới giao cho tôi vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Con hỏi tiếp câu 12. Tại sao có thầy tu đã là thượng tọa tiến sĩ mà không biết Đức Phật dạy 6 pháp môn, trong đó 5 pháp môn còn trong vật lý, pháp môn thứ 6 là giác ngộ và giải thoát. Vậy các thầy không biết thì tu cái gì ạ? Tại vì nó đúng nguyên tắc á, muốn vô đạo Phật á, thì phải tu bằng giáo, học bằng giáo lý. Thứ nhất học quyền ký, sau là học giáo lý, thì người đó mới trọn vẹn tu giải thoát được. Còn mà ổng bây giờ quyền ký không học, giáo lý không học, đại ổng học bằng kinh thôi. Ổng kinh học tinh tiểu thừa, trung thừa với 37 pháp vậy thôi. Mà 37 pháp quán á, mấy ông hòa thượng ổng giỏi đó, ổng đó 37 pháp quán mà biết giọng theo mà ổng hồ thiền tông, nó nổi cái việc 37 pháp quán còn không hiểu nó nằm ở chỗ nào thì làm sao biết. Mà một người đạt chuẩn một vị thầy tu, anh phải hiểu được cái quyền ký, đọc cho chết nát cái quyền ký ra. Đọc quyền ký làm sao nó rách đi, rồi sau đó đọc giáo lý thì mới hiểu được. Phong này căn bản không có đọc chữ mà chỉ đọc từ trang giấy thôi, rồi đi làm giả ông thầy tu thôi chứ sự thật không biết. Vì tất cả gì, tại sao mà bây giờ những giảng sư đi nước này nước kia giảng mà hỏi giác ngộ không ai biết. Bây giờ hỏi đạo Phật đạo giác ngộ mà hỏi hai chữ giác ngộ không biết rồi nói sao giờ? Giờ mình nói sao giờ? Mà hơn nữa người ta là thầy, còn mình đâu có thầy bà gì đâu. Vì thế mà thiền tông ra đời nó chửi nát là đúng rồi. Nó chửi cái ông dốt mà. Ông dốt mà đi nói chuyện về giải thoát, thấy không? Đó thì họ chửi chữ đó đúng chứ đâu có sai đâu. Nhưng mà thôi, chuyện của người ta chửi thì của người ta chửi. Còn mình có bổn phận phổ biến thôi. Mà phổ biến thì sách xuất bản của tôn giáo chánh quyền cho mình công bố ra, rồi cho mình giải đáp ra, vậy thôi, mình có nhiệm vụ vậy thôi. Nhưng mà có một điều đó, mình nói vậy không phải là tự mình ấy, nhưng mà tôi nói là tôi nói, thì tự mời tất cả những lời chấp vấn. Ai cũng được, bao nhiêu bằng tiến sĩ được, hòa thượng, hòa tu cỡ nào cũng được, tôi biết, mà lại ở đây. Có nghĩa là đối chất phải cũng có người làm chứng, chứ không phải là hai người cãi lộn cũng được. Phải tranh luận bằng văn học và luật pháp. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 13. Thầy dạy chúng con tu giác ngộ giải thoát, nhưng thầy giải thích là giải thoát hiển tiền. Thế khi con hỏi, thế thầy khi chết thì đi về đâu? Thầy trả lời, tôi chưa chết thì tôi không biết. Thế thì vậy, quan điểm giải thoát hiển tiền của thầy dạy thì là như thế nào? Xin thầy giải thích ạ. Thì bởi vì người ta không hiểu, thì bây giờ có hỏi giải thoát đâu, ta đâu có biết. Nói chữ giải thoát mà không hiểu. Chữ giải là dùng giải đi ra ngoài cái quy luật vật lý này nè, ra ngoài cái trái đất và tam giới mới là giải thoát. Còn mà ra trái đất mà lên trời đâu phải là giải thoát, nó cũng còn quay cái luật, cái dòng lớn thôi chứ sao giải thoát. Có nghĩa là đi ra ngoài quy luật vật lý mới gọi là giải thoát. Mà người ta không hiểu cái cấu trúc của một cái tam giới. Mấy ông thầy không hiểu cấu trúc tam giới, rồi không hiểu cái đường đi của tam giới, rồi không hiểu cái quy luật nhân quả luân hồi, rồi không hiểu cái quy luật vật lý của nó.
Nếu muốn mọi người hiểu thì tất cả phải hiểu cái này gọi là hiểu giác ngộ, rồi mới bước đường đi ra. Mấy ông chưa có hiểu căn bản này thì làm sao? Bởi vì nếu mà bất cứ ông thầy nào coi cái quyển quyền ký đi, coi cái bản đồ tam giới, rồi người ta giải thích cái kia đi ra, ông không dám dòm, ông đọc sơ, rồi ông chê, rồi ông nói giả, rồi sao? Nói cái quyền ký giả rồi thôi, đâu còn giá trị gì đâu mấy ông nữa. Nó khó là cho nên, bây giờ nó đọc cái quyền ký mà hiểu được cái tam giới và ngũ thú tập cư, quy luật nhân quả luân hồi bao nhiêu đó thôi, là biết cái giải thoát liền. Còn này ông nói, ông đọc sơ, ông nói bịa đặt cái này bịa đặt thì thôi. Ông bịa đặt có nghĩa là ông chửi người xuất bản và chửi cả tôn giáo và chửi văn học luôn, chửi về luật luôn. Nó ổng một tay ngang mà bây giờ thì nếu mà so sánh với một người tay ngang chửi cái kiểu này thì sao? Làm sao biết giác ngộ giải thoát là cái gì? Đọc cho hiểu đi, thấy cái chỗ nào không đúng, lại đây tôi nói cho nghe. Lợi thì ông cũng phải dẫn mấy ông luật sư tới chứ không ông đi mình cũng không được, thấy không? Có nghĩa là dòm vô rồi chửi. Bây giờ đưa cái hộp sòn, con coi cái hộp sòn rất quý, đưa, ôi cái đồ này là giả, rồi làm sao biết giá trị cái hộp sòn được? Con suy nghĩ đi, rồi làm sao cái hộp sòn đây trước mặt mà không chịu ngồi dòm, vừa đưa ra cái ôi cái này giả, rồi còn cái gì nữa đâu? Còn gì nữa đi tìm kiếm cái này được? Vì thế mà bởi vậy thành ra Đức Phật ổng nói cái thời mạt pháp này, tiền tài danh lợi địa vị là nó cao hơn hết, còn cái gì Như Lai dạy người ta không màng đến đâu, chửi luôn Như Lai luôn đấy, chửi luôn giáo chủ mình luôn. Một môn đồ mà dám chửi với giáo chủ mình, tiền không chứng là con suy nghĩ sao đi, làm sao rồi những cái lời của ông Phật nói làm sao người ta nghe được. Giờ hỏi tiếp đi. Con hỏi câu 14 ạ. Thế nào gọi là bốn tướng? Tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Thì thí dụ cái ngã ta, chỉ tướng là ta. Cái ngã giáp, cái chấp, gọi là cái chấp ngã này, nó có bốn tướng của thế gian này. Vô rồi thì nó do hết. Ta chấp rồi thì những cái chuyện chân thật ta không cần biết đâu. Ta là trên hết. Ta biết trên hết, ta hiểu trên hết. Ta có chùa to, ta có Phật lớn, nào bốn cái ta này thì chắc chắn là cái thiền tông không vô được với mấy người này. Nha, là bốn tướng chấp ngã. Thọ nhở chúng sanh thọ giả, ngã nhân chúng sanh thọ giả này. Ngã là ta hết, ta là số một của chúng sanh, ta là hiểu hơn người khác. Đó là bốn tướng của chúng sanh. Nó cái chấp ngã triệt để không? Thành ra nó những cái chân thật hoàn toàn không biết. Đó là bốn tướng ngã. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Rồi con hỏi tiếp này. Con hỏi câu 15. Thế nào là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến? Thì nó cũng vậy. Thì kiến là tôi thấy, thấy không? Kiến chấp. Thì hồi đó là lại cái ngã mà nó không thấy chữ kiến. Nhưng mà bây giờ, ông nhìn thấy ta là cái người này, người kia, người nọ. Nó chỉ kiến chấp. Thì nó nằm ở trong ta, nó cũng lặp lại thôi. Nó lặp lại để nó tăng cái ngã cho lớn lên thôi. Hồi nãy là bốn tướng chúng sanh thọ giả, vậy bốn tiếng kiến chấp của cái này, bằng cái tánh thấy, nó nâng cấp lên, chứ bằng khẳng định rằng sự hiểu biết của họ là trên hết, hơn hết, vì họ khinh thường tất cả người xung quanh. Đó là cái kiến chấp của một người kiến chấp mà có tướng ngã, có bốn tướng ngã, nâng cấp lên thôi. Giờ con hỏi tiếp. Con hỏi câu 16. Phật tánh không đến không đi, không sinh không diệt, như vậy thôi. Tại sao kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ lại dạy là Phật tánh là vô thường? Xin thầy đáp. Trong kinh Pháp Bảo Đàn á, thì ông nói là cái này không phải Phật tánh vô thường, mà khi mà ông ngộ đạo, ông nói là không ngờ tự tánh xưa nay nó là thanh tịnh, nên vậy nó đầy đủ ha. Ông xác nhận đó là cái chân thường á. Nhưng mà khi mà ông giảng lại cho ông Hành Xương đó, thì ông nói là Phật tánh là vô thường, có nghĩa là nó luân chuyển đi theo cái vô tánh của con người. Nó là vô thường, nó mới đi theo. Thấy không? Vì thế mà khi mà nói về cái chân thường, chân như, thì ông nói là nó là chân như. Mà nếu nó luân chuyển trong trái đất này, nó là vô thường.
Ông mới phân tích về ông Hành Xương mới hiểu được, ông mới Hành Xương mới ngộ đạo. Có nghĩa là cái một cái vật đó, nhưng mà ông nói là thí dụ bây giờ đất, mình nói cho dễ hiểu nè, cục đất nó là thường, đâu nó cũng đất. Mà nó vô cái cây nó là khác. Nó không phải cái đất mà nó cái cây, vô thân mình nó là da thịt gân xương tủy não thôi. Ông giải thích cái này thì ông Hành Xương mới hiểu. Có nghĩa là chân thường là nói về cái bản chất, còn vô thường là nó đi theo cái sinh diệt. Thì ông mới giải thích thì ông Hành Xương mới ngộ đạo. Cái lúc ổng nói thường, cái lúc ổng nói là vô thường là cái chỗ này, hiểu không? Nó theo, ví dụ đất là da thịt mình, bây giờ đất là sao đất, là thịt tôi chứ làm sao đất. Nhưng mà nó là đất, mình ăn nó đó là đất. Thì nó theo, nó biến chuyển thành nó là vô thường. Còn cái chân thường của nó là đất, ở đâu nó cũng là đất. Dù nó vô đây thời gian rồi nó cũng trở về đất. Vì thế mà văn học Việt Nam có nói là thân mình cát bụi sẽ trở về cát bụi là cái chỗ này. Thì cái này nó phải giải thích rằng cái mà nó luân chuyển á, thì nó là vô thường, cái mà nó trụ á, thì nó là thường. Vì thế mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói nè, cái thường trong chân thường. Nó ai hiểu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mới ngộ đạo được cái này. Cái chân thường nó trong cái thường nó là chân thường. À, thì ai hiểu cái này thì mới hiểu được cái mà Lục Tổ nói. Bởi vì Lục Tổ nó tùy theo trường hợp người nói. Bởi vì trong kinh Bát Nhã đó, ông Phật nói khác, mà trong kinh Bát Nhã đó Lục Tổ dạy khác. Thì ông Hành Xương ông mới nói, ủa sao ông Phật nói vậy mà Tổ nói vậy? Thì ông mới giải thích ông Hành Xương mới hiểu được. Ông Hành Xương mới ngộ đạo. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu 17. Trong giải đáp ngày 28 tháng 7, thầy có giải đáp là người tu thiền ví như đi bằng đường không. Xin thầy thích rõ hơn ạ. Bây giờ cái tu thiền xong này, nói mình đi bằng hàng không cũng được, hoặc đi bằng đường bộ cũng được. Là cái thiền tông này đi tu rất nguy hiểm. Có nghĩa là không ai chấp nhận cái pháp nào này, chỉ người nào ở trong thiền tông mới chấp nhận thôi. Tất cả đi 17.000 ngôi chùa không ai dám để cái tu thiền tông luôn. Là sao? Là vì đường hàng không đi mà con mà nó có sự cố, con rớt con chết liền. Còn con đem cái pháp môn thiền tông mà con đem đến những người vật lý nó giết con liền. Đức Phật còn không dám dạy, các tổ còn không dám dạy. Mà sở dĩ chùa thiền tông Tân Diệu nó ra đây là nó ra bằng luật pháp. Luật pháp cho nó nói, nó phải nói ở đây thôi, nhớ mà không dám đi nói chỗ khác nha. Cái thiền tông bây giờ đi bất cứ đến cái chùa nào nói hoàn toàn không dám. Nó giết 5 phút sau nó giết liền. Còn ở đây không được. Ở đây không dám. Là vì ở đây sao? Anh em nhiều lắm. Anh em trong thiền tông nhiều lắm, không ai dám rớ. Chứ bây giờ tu mình đi vô bất cứ cái chùa nào 5 phút sau nó đóng cửa lại, nhốt vô cột tiêu nó đập rồi, nó bầm nát xong nó đem nó đổ thùng rác luôn á, thôi ai biết đâu. Dám không? Dạ, ai dám cái này? Nó thành ra phải vậy, thành ra cái thiền tông rất nguy hiểm. Đi nói tầm bậy bảo nó giết liền đó, chứ đừng có nói. Tôi bị thử rồi, nó dụ tôi chỗ này, tôi nó muốn vô cái chùa Tân Diệu rồi. Chứ ngoài không có dám. Có nhiều anh em biểu tôi đi, tôi nói thôi mình đừng có suối tao. Nó bầm như mắm rồi đó. Tôi nói cho biết. Rồi khúc đó rồi sao biết? Nó chỉ cần đưa vô cái cầu tiêu, rồi 5 phút sau là không biết ông nhận là ông nào. Rồi hỏi tiếp đi. Hiện tại con đã hết câu hỏi, con xin cảm ơn. Không, cái gì sớm vậy, còn không, đọc hết đi, 3 giờ. Dạ, câu hỏi tiếp theo, Phật tử nguyện Thi Minh Thiện, có hỏi, có phải dùng tánh biết trong tánh Phật để sống và tạo công đức như vậy đủ chưa, thưa bác? Có phải dùng tánh biết trong tánh Phật để sống và tạo công đức như vậy đủ chưa, thưa bác? Đúng rồi, tất cả những gì thì cũng phải nhờ cái tánh của, tánh là thấy nghe nó biết của tánh Phật mà giải đáp cho người ta. Chứ đừng có ra tánh người là tưởng tượng, không được. Rồi hỏi tiếp đi.
Phật tử Bùi Thị Thoản ở Hải Dương hỏi: khi con đọc sách của soạn giả Nguyễn Nhân mà sao con lại khóc? Đọc không hết một quyển, chỉ vài trang là lại khóc, mà nhà con hiện đang thờ Bồ Tát. Vậy con có cần đọc kinh sám hối trước Bồ Tát không? Cái này mình cảm ngộ mình vậy thôi chứ sám hối cái gì? Có nghĩa là mình cảm ngộ, mình hiểu thôi, đừng có sám hối gì hết. Không có, thế giới này không có sám hối. Có nghĩa là mình đi trên đường, đi tới đâu tính tới đó. Sám hối là quy ngược lại đó, không đúng. Vật lý là sám hối. Đọc, hiểu, cảm ngộ, tốt. Có vậy thôi, đừng có lo, khỏi sám hối gì hết. Biết nó vậy, biết mình có cái tần số đó, thì nó chảy nước mắt kệ đó, không sao. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông lúc trẻ tạo được công đức nhiều, nhưng bị bôi đen hết, về già không tạo được công đức trong sáng, khi chết không nhìn thấy đường thì phải về đâu thưa thầy? Bây giờ mình nói vậy chứ thôi, tất cả những người mà tạo được công đức, cái thời gian thí dụ mình 80 tuổi, 70 tuổi ổng cho mình, thế nào phải có à? Ổng cũng tìm cách ổng cho mình tạo công đức để mình thấy đường mình về thôi, đừng có lo phần này. Có nghĩa là thần thi nhân quả, anh đã có cái số công đức về Phật giới rồi, thì thời gian sau ổng sẽ tạo điều kiện cho mình tạo công đức để đi thấy đường, đừng có lo cái đó. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông mà sống đúng nhân nghĩa lễ chí tín nhưng tạo công đức ít, không về được Phật giới, thì có phải xuống hầm 10 tỷ không? Trời bậy không. Hầm 10 tỷ là dòng cho mấy cái ông triệt thiền tông, chứ mình tu cũng mà được thôi, trở lại dòng tộc làm tiếp chứ làm sao xuống 10 tỷ. Hầm 10 tỷ là dành cho các ông triệt thiền tông, triệt phá thiền tông triệt để á, chứ mà giờ trận cũng không ăn thua gì đâu. Thấy không? Đừng có nghĩ tầm bậy. Hầm 10 tỷ dùng cho những cái ông mà triệt phá thiền tông, không cho thiền tông ngóc đầu dậy, gọi là cái hầm 10 tỷ năm. Rồi hỏi tiếp đi. Khi chết có công đức thần thả mình rơi, xin thầy giải thích cho rõ rơi thế nào là đúng để khỏi phải bị đi vòng trái đất. Bây giờ rơi là văng ra khỏi trái đất á, mà văng ra cái hoa tiêu sau cùng mình thấy nó sáng trưng đó là đúng á. Mà nên nhớ rằng một vị thánh mà ta thử mình ba lần là xúc sao là cái hoa tiêu đúng á, thử ba lần chắc chắn ba lần bị vị thần ở vị thánh á, thử mình ba lần, vị thánh là cô hồn đó, thử mình ba lần. Tôi nói là cô hồn chứ sự thật đó là có cái nhiệm vụ thử cái người đi về Phật giới và thử cái người đi về hưởng phước dương, cô hồn nó vậy đó. Mà cô hồn thường thường nó thử để làm gì? Để đi vô nhập bọn với mấy chả thôi chứ không có gì đợi. Thử mà không qua được thì tất cả phải về vô bọn với ổng hết á. Nó mình khi mà thiền tông ra đời nói rằng tất cả những người không thoát ra được này phải vô cái loại cô hồn sống, bởi vì nó dụ mà. Còn nếu mà thoát ra thôi, không thoát ra là bắt nhốt chung với mấy ổng á. Thử rồi cô hồn á, mình gọi là thánh. Thử ba lần không được thì giao cho thần thực thi nhân quả cho về á, phải trả lại cho ông thần. Đây là nhiệm vụ của mấy ông thánh, phải thử mình. Cái đó là quy tắc thế giới vật lý này. Anh muốn thoát ra cái quy luật này thì anh phải đi qua mấy ông thánh thử. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, thầy Thích Thông Lạc tu tướng quả A-la-hán, tức thiên nhãn đã mở ra, vậy tại sao thầy Thích Thông Lạc lại khẳng định không có địa ngục ạ? À? Thôi cái là ổng muốn nói gì ổng nói, ổng là A-la-hán, ổng đâu có hiểu cái này. Ổng Thích Thông Lạc, ổng chứng được có cái việc thứ tại thôi, có một cái cấp thôi, thần thông 18 cấp, ổng có một cái thôi. Rồi làm sao? Anh muốn hiểu cái này thì phải lên tới đẳng cấp số 5 á. A-la-hán, đẳng cấp số 5 anh mới hiểu, anh mới nhìn thấy được cái địa ngục. Còn nếu mà anh không thấy cái này, ông A-la-hán chỉ có diệt được cái thân tứ đại, thì là ông không thấy, ông thấy được cái cõi kia. Một A-la-hán mà toàn diện thì phải 18 cái siêu quần, 18 cái thần thông mới hiểu được. Ông Thích Thông Lạc thì chỉ ngồi dụng công thấy diệt được cái thân tứ đại thôi, chứ đâu có gì hơn. Có lẽ là một cấp thôi, một trong 18. Cái này ổng đậu cái, ổng lên được cái nấc thang số 1 của 18 nấc thang, chứ không hơn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, ví dụ các thầy đang tu vật lý chống phá pháp môn thiền tông, mà một lúc nào đó các thầy ngộ ra
quay lại pháp môn Thiền Tông thì có được phong Thiền Tông ngay không? Hay phải lần lượt theo đằng bậc, yếu chỉ, bí mật rồi mới lên Thiền Sư? Và nhân quả của các thầy gây nên như vậy, và các thầy có được công đức không ạ? Bây giờ tất cả mấy thầy mà muốn cấp yếu chỉ Thiền Tông thì phải đi theo giống như một Phật tử Thiền Tông thôi. Mà cái này hiếm lắm, ông Phật nó không có, hoàn toàn không có. Là vì nói cho biết thôi, chứ hoàn toàn không có. Nên nhớ rằng người ta có cái kiến chấp là không có vô được đâu. Mà hôm trước thì có một người ở trên Kiên Giang, tôi bắt phải xả hết rồi tôi cấp yếu chỉ Thiền Tông mà để tôi truyền thiền, mà truyền thiền không đến nè, yếu chỉ Thiền Tông rồi đi mất luôn. Đó, có nghĩa là không dám đứng ra được truyền thiền. Vậy ta kiến chấp mà. Kiến chấp ta là một ông thầy tu, cấp yếu chỉ Thiền Tông rồi, tôi đồng ý cho xả hết rồi, ông sư phụ đồng ý rồi. Nhưng mà khi truyền thiền không tới, bỏ luôn, mà lại 2 năm rồi. Rồi hỏi đó, hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong gia đình con có mẹ là người tu Thiền Tông, là Phật gia rồi, nhưng các con không hiểu, chỉ biết rằng mẹ đi chùa lễ Phật, làm điều lành, nên thường gửi tiền để mẹ góp công đức cho con. Vì các cháu chưa hiểu Thiền Tông, và người mẹ đó lấy tiền gửi mua đài và sách Thiền Tông, cho mượn hoặc tặng cho ai biết pháp môn Thiền Tông để tạo công đức ạ. Theo Ba La Mật, vậy việc làm đó có đúng hay sai và có công đức không ạ? Đó là đúng, người con góp tiền để tặng máy thì người con có công đức mà không biết. Phải, nếu mà biết thì sử dụng đời này, còn không biết sử dụng đời sau. Thấy không? Giống như ông Xá Lợi Phất á, cho tiền tự nhiên người ta biết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, Phật Giáng sinh ngày 8 tháng 4, tại sao các chùa vật lý lại tổ chức lễ kỷ niệm Phật Giáng sinh ngày 15 tháng 4 hàng năm? Xin thầy giải thích rõ ạ. Nói sao? Không phải. Phật Giáng sinh ngày 8 tháng 4, tại sao các chùa vật lý lại tổ chức kỷ niệm ngày Phật Giáng sinh là ngày 15 tháng 4 hàng năm ạ? Đức Phật á, nói đúng ra là cái ngày đảng sanh chứ không phải giáng sanh, đảng sanh ngày mùng 8 tháng 4. Nhưng mà Hội nghị Phật giáo Thế giới năm 1961 tại Phnom Penh, Campuchia đó, đổi lại ngày rằm tháng 4. Thành ra bây giờ người ta mới đổi lại. Cái này là do Giáo hội Phật giáo Thế giới chỉnh lại. Phật giáo Thế giới 1961 tại ở Phnom Penh đổi lại là ngày rằm tháng 4, chứ không phải mùng 8 tháng 4. Đây là do giáo hội đổi lại, giáo hội Phật giáo Thế giới đổi lại, nghe không? Đó, chứ không phải người ta làm sai đâu. Lấy vị cái sách ra. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, các ngài tu thành Bồ Tát rồi, muốn tu thành Phật thì phải tu thập địa, con chưa hiểu thập địa là như thế nào ạ? Cái thập địa giác này nè, con muốn tu á, muốn thập địa giác á, cái bằng chừng nào lên đẳng giác, diệu giác thì nó mới thành Phật được. Diệu giác là tạo công đức á, thì mới là giải thoát được thôi. Thập địa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, rồi ngũ địa, lục địa, bát địa rồi đó. Lên cái đẳng giác, diệu giác, đẳng giác là cao nhất, diệu giác là tạo công đức. Người ta không hiểu cái tạo công đức là cái gì. Vì thế mà người ta nói là phải tu cái diệu giác rồi tạo công đức mới về Phật giới được. Thấy không? Cái ý nói vậy thôi. Rồi con hỏi. Thưa bác, nhiều chùa thờ tượng Phật tay cầm cành sen giơ lên ngang vai, xin thầy giải thích ý nghĩa ạ. Cầm cành sen thay là ông Phật kiểm thiền đó, đưa lên để mà thấy bằng tánh Phật á, là kiểm thiền bằng tánh, kêu bằng tánh thấy của bằng tánh Phật thanh tịnh á, kiến bằng tánh Phật thanh tịnh thì được Đức Phật xác nhận rằng qua khai kiến Phật nhộn vô sanh. Thì cái câu đó thì bởi vậy thành ra ông Quan Thích Ca thì nói là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm.
Còn A Di Đà đó là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, hai ông cũng nói vậy thôi. Nhưng mà mỗi người nói một cái ngôn ngữ riêng, thì cũng bằng thấy bằng tánh Phật thanh tịnh thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, giải thích các cụm từ ghi ở chùa Vật Lý như sau: tịnh không hội học, nhà trù sân thiên trù, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan, có ý nghĩa như thế nào ạ? Lặp lại coi. Dạ, tịnh tông học hội, nhà trù sân thiên trù, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan, có ý nghĩa như thế nào ạ? Ông bà Ca Diếp và bà Nan nói khác, mỗi ông nói một kiểu, thấy không? Chứ còn cái vấn đề mà giữa ông Ca Diếp và bà Nan nói lúc đó là nó không phải nói thiền tông đâu, mà nói chỉ ngôn ngữ thuộc vật lý thôi. Khi mà nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát thì phải đi vào mấy ông tổ mới có nói được thôi. Những cái danh từ đó người ta, mấy ông vật lý ông nói lại thôi, nó không có đúng. Rồi còn hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong lời dặn dò đường về Phật giới, có trường hợp thứ ba, sau khi tắt thở 8 tiếng, trung ấm thân tỉnh lại, có công đức, phước đức và ác đức không bằng nhau, không dùng diệu thuật buông, thì phải sử dụng như thế nào ạ? Và sau 8 tiếng, người thân cùng gia đình tạo thêm công đức, thì trung ấm thân đó có trở về Phật giới không ạ? Không được. Tới đó thôi, kết thúc rồi. Có mấy tiếng ủng hộ làm tạo công đức gì nữa là tạo. Thấy không? Tới đó mà không được là thôi. Còn nói đúng ra đó, muốn sử dụng nhất từ thuyền là anh phải thấy đường, người ta mới chấp nhận cho anh. Còn ra là anh tối thùi rồi anh sử dụng gì? Tối thùi là ông thần thực thi nhân quả. Rồi muốn đi đâu cũng quăng lên liền. Thấy không? Muốn đó thì phải phần thấy, kêu bằng thấy thì người ta mới dùng này. Nhưng mà thường thường 10 phần thấy người ta thực thi nhân quả ta cho đi hết. Có nghĩa người ta làm khó dễ mình chút thôi, nhưng mà có công đức thôi cho về. Nhưng cũng phải thử, cũng phải sát hạch một hai cái vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Buổi giải đáp hôm nay trên đến đây là kết thúc đi. Những cái câu hỏi nào mà tuần này chưa được hỏi thì hẹn lại tuần sau.